Ta xây gia viên trên lưng huyền vũ chương 2647, việc này không có chỗ thương lượng. Hồ Tiên liếc nhìn người đàn ông, đã nghĩ kỹ làm thế nào để mổ dê béo. Kim hội trưởng như suy nghĩ gì đó, có lẽ đàm luận với cô gái đuôi hồ ly sẽ tốt hơn một lương. Các ngươi thì sao? Một lương nhìn sang những người khác. Cô gái tóc tím tiến lên một bước, đúng mực nói. Huyền vũ bệ hạ, ta chỉ theo chân cha đến tăng thêm kiến thức, thuận tiện bái kiến bệ hạ tuy cô hết lòng yêu mến một lương nhưng mà cũng thật sự tới đây để mở mang tầm mắt diêu nhi chớp mắt gật đầu một cái nghĩa là cô gái tóc tím không nói sai sắc mặt của một lương hòa hoãn đôi chút xem ra trong đây vẫn có người bình thường hắn gật đầu một cái bình thản nói nếu là như vậy ta tặng ngươi một bức tranh hắn khẽ lật tay lấy ra một bộ tranh thủy mặt chừng nửa mét từ trong không gian tùy thân sau đó vung tay khống chế nó bay đến trước mặt cô gái tóc tím cô gái tóc tím vội vã vương tay nhận lấy nhìn bức tranh trên giấy trong lòng yêu thích không thôi cảm kích nói cảm ơn bệ hạ hồ tiên cười quyến rũ nói đây là do bệ hạ chúng ta tự tay vẽ ngươi thích là tốt rồi ta rất thích cô gái tóc tím vội vàng gật đầu đây là lời nói thật mục lương lại lên tiếng lần nữa ai muốn nói chuyện hợp tác thì cứ bàn bác với hồ tiên là được nếu như không có chuyện gì khác thì ta mạng phép rời đi trước hắn không có hứng trò chuyện với những người này bọn họ không phải là quốc vương các quốc gia không cần lãng phí thời gian phó hội trưởng hiệp hội ma pháp sư khẩn trương nói kim hội trưởng ánh mắt của kim hội trưởng lấp lóe nhìn một lương rồi nghiêm túc nói huyền vũ bệ hạ ta muốn nói chuyện riêng với ngài có được không Mục lương nhìn về phía kim hội trưởng ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nguyên tưởng rằng hắn ta vẫn luôn giữ yên lặng không ngờ cuối cùng mới ló đầu nói chuyện gì hắn hỏi với giọng điệu nhàn nhạt kim hội trưởng liếc nhìn người xung quanh không nói gì được rồi Mục lương mỉm cười quay đầu dặn dò diêu nhi mang kim hội trưởng đến một thiên điện khác tối nay ta đi qua vâng diêu nhi ngoan ngoãn hành lễ Cất bước đi tới kim hội trưởng cô giơ tay ra hiệu mời đi theo ta kim hội trưởng nhàn nhạt gật đầu đứng dậy rời đi cùng với tiểu hầu gái trong thiên điện nghỉ ngơi kim hội trưởng và hai vị phó hội trưởng đi theo diêu nhi vào trong diêu nhi giơ tay ra hiệu làm phiền các vị ngồi chờ một hồi được kim hội trưởng gật đầu lên tiếng diêu nhi xoay người rời khỏi chẳng mấy chốc lại bưng nước trà tới rồi lại đi ra thiên điện lần nữa, trong phòng chỉ còn lại ba người kim hội trưởng. Bên trong thiên điện rất an tĩnh, kim hội trưởng nhắm mắt suy nghĩ sự tình, hai vị phó hội trưởng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng quấy rối. Kim hội trưởng đang nghĩ đến việc nghiên cứu bức tranh ma pháp hệ không gian vào tối hôm qua, xác định tranh đúng là ma pháp hệ không gian, ma pháp trận khắc bên trên cũng là thật. Chỉ là hắn xem không hiểu, chớ đừng nhắc tới phá giải ma pháp trận trên đó phó hội trưởng nhỏ giọng nhắc nhở kim hội trưởng trà nguội rồi hắn nhìn có chút đau lòng đây là trà tinh thần tốt nhất một chén nước trà giá trị rất cao kim hội trưởng quay đầu liếc nhìn hắn ta một cái nhàn nhạt nói cho ngươi khóe miệng của phó hội trưởng co giật hắn do dự một chút cuối cùng vẫn không mặc giày đưa tay ra cầm ly trà một vị phó hội trưởng khác nín cười thấp giọng nói tuy trà tinh thần sang quý nhưng kim hội trưởng rất giàu có mấy ngày hôm trước hắn đã mua rất nhiều trà tinh thần ồ ra là vậy phó hội trưởng biểu môi không có nói chuyện cộp 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 một lát sau một lương và diêu nhi đi vào thiên điện ba người kim hội trưởng vội vã đứng lên nghiêm mặt hỏi thăm huyền vũ bệ hạ xong việc rồi à một lương liếc nhìn ba người nhàn nhạt nói nếu chờ ta làm xong việc vậy thì các ngươi phải đợi đến đêm khuya. Khóe miệng của kim hội trưởng co giật, cố nặng ra một nụ cười gượng gạo. Mục lương ngồi xuống, giơ tay ra hiệu. Tất cả ngồi đi, nói xem các ngươi muốn bàn chuyện gì. Kim hội trưởng ngồi xuống, trong lòng oán thầm vài câu mới nghiêm mặt nói. Lần này chúng ta tới vương quốc huyền vũ là có ba chuyện quan trọng nếu như. Ngươi nói tiếp đi. Mục lương hơi nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ nhịp trên tay vịn cộc 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 kim hội trưởng nghe tiếng đánh thanh thúy kia chậm rãi nói chuyện thứ nhất là tham gia hội đấu giá hiện tại đã kết thúc ánh mắt của một lương lấp lóe giơ tay ra hiệu hắn nói tiếp kim hội trưởng tiếp tục nói chuyện thứ hai là ta muốn tìm một người ai ánh mắt của một lương chợt lóe trong lòng đã có đáp án kim hội trưởng nghiêm mặt nói nàng tên là lam khê là phó hội trưởng của hiệp hội chúng ta tháng trước đã tới vương quốc huyền vũ không biết mục lương nói với vẻ mặt không thay đổi hắn nghĩ thầm trong lòng quả nhiên là vậy hiện tại lam khê đã là người của vương quốc huyền vũ muốn cô ấy trở về hiệp hội ma pháp sư là chuyện không thể nào phó hội trưởng vội vàng nói không thể nào lam khê hẳn là từng cầu kiến huyền vũ bệ hạ rồi diêu nhi thanh thúy nói bệ hạ chúng ta không phải là người mà ai muốn gặp cũng gặp được phó hội trưởng há miệng nhất thời không biết nói cái gì cho phải ta sẽ sai người đi hỏi một chút một lương thuận miệng nói qua loa lấy lệ cảm ơn ánh mắt của kim hội trưởng có chút nặng nề lam khê rất quan trọng đối với hiệp hội ma pháp sư hắn đang muốn gửi gắm hy vọng cô ấy có thể giúp đỡ phá giải ma pháp trận không gian cho nên nhất định phải tìm được đối phương Ít hầu của kim hội trưởng nhúc nhích, tiếp tục nói. Chuyện thứ ba, Hiệp hội Ma Pháp Sư chúng ta muốn xây phân hội Ma Pháp Sư ở Vương quốc Huyền Vũ, mong bệ hạ bằng lòng. Mục lương nhấc mắt lên, nhìn chăm chú vào kim hội trưởng hỏi. Vì sao ta phải đồng ý? Kim hội trưởng đáp với thần sắc nghiêm túc. Bệ hạ, hiện tại trong mỗi vương quốc lớn và đại thành đều có phân hội Hiệp hội Ma Pháp Sư chúng ta, nhưng mà chỉ có mỗi vương quốc Huyền Vũ không có. Cho nên, Mục lương hỏi không chút để ý. Kim hội trưởng nhíu mày, trầm tư một lúc rồi hỏi. Bệ hạ, không lẽ bệ hạ có sự hiểu lầm nào đó với hiệp hội ma pháp sư chúng ta à? Hiểu lầm. Mục lương liếc nhìn đối phương, nhàn nhạt nói. Không có, chỉ ta không hứng thú với hiệp hội ma pháp sư thôi, các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc xây phân hội ở vương quốc huyền vũ, việc này không có chỗ thương lượng. Ánh mắt của kim hội trưởng trầm xuống, nói với giọng điệu nghiêm túc. Bệ hạ, hiệp hội ma pháp sư ở đây thì có thể trợ giúp các ma pháp sư bên trong vương quốc huyền vũ. Việc này rất có lợi cho việc quản lý nhóm ma pháp sư. Mục lương lắng nghe, khóe miệng chậm trải dơ lên, lộ ra một tia châm biếm. Kim hội trưởng thấy vậy không khỏi cựng lại. Nếu như không có chuyện gì khác thì mời ba vị trở về đi. Mục lương bình tĩnh lên tiếng tiễn khách. Phó hội trưởng nhắm mắt nói. Bệ hạ suy nghĩ thêm một chút xây phân hội ma pháp sư thật sự sẽ có rất nhiều chỗ tốt ánh mắt của một lương lạnh xuống nhàn nhạt nói ta nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi hắn không muốn và cũng sẽ không cho phép có thế lực khác cắm rễ trên địa bàn của mình như vậy sẽ khiến con dân không đồng lòng ảnh hưởng đến sự yên ổn của vương quốc huyền vũ vẻ mặt của hội trưởng âm trầm hắn đứng lên nhìn chăm chú vào một lương sau đó không nói lời nào xoay người rời đi hai gã phó hội trưởng vội vàng đuổi theo bọn hắn rất muốn buông lời đe dọa nhưng lại nghĩ tới đây là cung điện vương quốc huyền vũ nếu như nói sai rất có thể không còn mạng để bước ra khỏi cửa không cần diêu nhi tiễn khách ba người đã rời đi khu vực trung ương ngồi lên xe thú trở về nơi ở lâm thời tại chủ thành trong thùng xe vẻ mặt của phó hội trưởng rất khó coi hắn giận dữ hét lên tên mục lương đáng chết làm bộ làm tịch cái gì chứ chúng ta xây phân hội ở vương quốc huyền vũ là cho hắn mặt mũi đúng vậy tên phó hội trưởng còn lại cũng rất tức giận câm miệng các ngươi muốn chết phải không kim hội trưởng nói với giọng điệu âm trầm người đánh xe không phải người của bọn họ nếu để cho người ngoài nghe được những lời này rất có thể sẽ đắc tội quốc vương vương quốc huyền vũ phó hội trưởng hít một hơi thật sâu trầm giọng hỏi kim hội trưởng kế tiếp chúng ta nên làm gì đây một tên phó hội trưởng khác hỏi đúng vậy chẳng lẽ chúng ta phải từ bỏ việc xây phân hội ở vương quốc huyền vũ sao? Từ bỏ là không thể nào. Ánh mắt của kim hội trưởng lóe lên, trong lòng có chủ ý mới. Vậy phải làm sao bây giờ? Phó hội trưởng không khỏi dò hỏi. Trở về rồi nói sao? Kim hội trưởng nói xong thì nhắm mắt lại, không để ý tới hai vị phó hội trưởng nữa. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, biểu môi an tĩnh lại. Lộc cộc lộc cộc, không lâu sau xe thú ngừng lại kim hội trưởng mở mắt ra xuống xe trở về phòng của mình hai gã phó hội trưởng đi vào theo kiểm tra xung quanh một lần sau khi xác định không có ai nghe lén thì mới đóng cửa phòng lại một vị phó hội trưởng hỏi kim hội trưởng kế tiếp nên làm gì bây giờ kim hội trưởng lạnh lùng cười một tiếng chậm rãi nói hắn không cho chúng ta xây phân hội một cách quang minh chính đại vậy thì chúng ta lén xây Hai gã phó hội trưởng nghe vậy lập tức hiểu ý, khóe miệng cả hai cong lên, bắt đầu thấp giọng trao đổi tỉ mỉ. Phó hội trưởng nói, như vậy thì vị trí chọn làm phân hội rất quan trọng, không thể ở địa phương quá rõ ràng, còn phải xa chủ thành mới được. Từng, chủ thành gần khu vực trung ương, rất dễ dàng bị phát hiện. Một vị phó hội trưởng khác gật đầu nhận đồng. Kim hội trưởng nhàn nhạt nói, chuyện này giao cho các ngươi đi làm, ngày mai ta phải đi về. Hắn không tính tham gia yến hội ngày mai, quyết định mang bức tranh ma pháp không gian và tinh thạch ma thú không gian về tổng hội trước. Vâng, xin kim hội trưởng hãy yên tâm. Hai gã phó hội trưởng nói với thần sắc nghiêm túc. Cộp cộp cộp. Đêm khuya, một bóng dáng lấm la lấm lét xuất hiện ở trong chính sảnh, sau đó rón rén đi về phía thư phòng. Ai đó? Một giọng nói trong trẻo vang lên, cầm phi nhi nghi mặt ngăn cản bóng dáng kia. Đêm nay tới phiên cô trực đêm, những hầu gái còn lại đã đi nghỉ ngơi. a à, ngươi làm ta sợ hết hồn. Khi bối kỳ duyên dáng gọi to một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn cầm phi nhi. a à, thì ra là tiểu thư hy bối kỳ. Cầm phi nhi lập tức bình tĩnh lại. Cô kinh ngạc nói. Đã khuya như vậy rồi, ta còn tưởng rằng có kẻ trộm lẻn vào cung điện chứ. Khi bối kỳ lại trợn trắng mắt lần nữa, ngây thơ nói ta ngủ không được cho nên đứng lên đi dạo một chút cầm phi nhi chớp mắt rồi nhìn về phía cách đó không xa nơi đó là thư phòng bệ hạ cô đảo mắt một vòng thanh thúy hỏi tiểu thư hy bối kỳ muốn đi tìm bệ hạ sao thần sắc trên mặt hy bối kỳ chợt cứng đờ cô có chút chột dạ nhìn khắp nơi chống chế không phải ngươi nói sai rồi bệ hạ còn chưa ngủ đâu đáy mắt của cầm phi nhi hiện lên ý cười Nghe được lời này, đôi mắt màu vàng ống của Hy bối kỳ sáng lên, giả vờ nói với giọng điệu như thường. Trễ như thế rồi mà hắn còn chưa ngủ à? Hẳn là đang bận rộn chuyện gì đó, ta đi gặp một chút. Được rồi. Cầm phi nhi nín cười, xoay người rời đi. Phù. Hy bối kỳ vỗ ngực thở vào một hơi. Hơn nửa đêm cô không ngủ được, trong đầu toàn là nam nhân kia, vì vậy quỷ thần xui khiến trời giường, chờ tỉnh táo lại thì người đã đi về phía thư phòng rồi cô gái ma cà rồng đi tới bên ngoài thư phòng nhìn thấy tia sáng lọt qua khe cửa bên dưới quả nhiên là còn chưa ngủ khi bối kỳ nhỏ giọng thầm thì vương tay khẽ gõ cửa phòng hỏi một lương ngươi còn chưa ngủ à chưa ngươi vào đi giọng nói của một lương từ bên trong thư phòng truyền ra cọt kẹt lúc này khi bối kỳ mới đẩy cửa mà vào nhìn thấy một lương đang ngồi trên long ỷ tay cầm bút viết cái gì đó sao trễ thế rồi mà ngươi còn chưa ngủ một lương ngước mắt liếc nhìn cô gái ma cà rồng khi bối kỳ ngây thơ đáp ngươi cũng chưa ngủ nha một lương nghe vậy liếc nhìn đồng hồ quả lắc trên tường ôn hòa nói xong việc ta lập tức trở về phòng nghỉ vậy chờ khi nào ngươi đi ngủ thì ta lại trở về khi bối kỳ nói rồi đi tới bên bàn đọc sách nhìn trang giấy bị tay của một lương đè nặng. Cô tò mò hỏi. Hơn nửa đêm rồi, ngươi đang viết cái gì đấy? Sách y học. Một lương thuận miệng giải thích một câu. Sách y học. Khi bối kỳ hơi nghiêng đầu, tiến lại gần tò mò nhìn xem. Cô xem hơn phân nửa trang, đôi mắt đẹp trừng lớn, thốt lên. a, à, mở lồng ngực khâu bụng, đổi gan thay thận, những cái này là gì? Một lương giải thích. Phương hướng phát triển y học của vương quốc Huyền Vũ trong tương lai. Hy Bối Kỳ không khỏi hoài nghi hỏi: Những thứ này có thể làm được sao? Mục Lương bình thản đáp: Được chứ, chỉ cần luyện tập giải phẫu nhiều một chút là được, chịu khó học tập thì sẽ không quá khó, còn về phần giải phẫu phức tạp thì phải để các bác sĩ tự đi nghiên cứu. Hắn không quá rõ về y học hiện đại, thế giới này có các loại ma dược và bí dược thần kỳ, hai thứ kết hợp lẫn nhau hẳn là sẽ có hiệu quả không tệ khi bối kỳ nghĩ tới điều gì đó, lẩm bẩm. Đổi gan thay thận làm ta nghĩ tới những người ở thành tương lai, hẳn là bọn họ rất thành thạo những chuyện này. Đôi mắt của một lương lập tức sáng ngời, nói về việc nghiên cứu cơ thể người thì nhóm linh khí sư thành tương lai hiểu rõ hơn hắn nhiều, có thể cải tạo người thành linh khí mà còn không chết, như vậy đã đủ chứng minh điểm này. Khóe môi của hắn cong lên, mỉm cười nói. Thành tương lai à, ý kiến không tệ. Khi bối kỳ chớp mắt, hỏi mục lương ngươi muốn xuống tay với thành tương lai à mục lương ho nhẹ hai tiếng nói cụ cụ ngươi đừng nói như vậy ta chỉ là mượn kỹ thuật của bọn họ thôi ồ ta còn tưởng rằng ngươi muốn sang bằng thành tương lai chứ khi bối kỳ lẩm bẩm chuyện này cũng không phải là không được ánh mắt của mục lương lấp lóe những tên trưởng lão thành tương lai không thiếu làm đủ chuyện thương thiên hại lý sang bằng cũng là lựa chọn tốt hắn không có hảo cảm đối với thành tương lai đặc biệt là khi biết thí nghiệm linh khí cơ thể người tồn tại thì càng chán ghét đến tột cùng khi bối kỳ ngây thơ nói mục lương nói vậy thì già lạc cũng hiểu biết một chút không phải trước kia nàng ấy từng người của thành tương lai sao mục lương gật đầu nói dạo gần đây nàng ấy bề bộn nhiều việc chờ qua một đoạn thời gian rồi ta sẽ hỏi lại sau xưởng đóng tàu mới đã được đưa vào sử dụng hiện nay có ba chiếc chiến thuyền đang trong quá trình xây dựng cần già lạc giám sát liên tục không có thời gian cho việc khác mục lương chợt hỏi hiện tại nhóm tân tây đang ở đâu cái này thì ta không biết ngươi hỏi phi nhi hay các tiểu hầu gái khác đi khi bối kỳ thanh thúy nói ừm bảo phi nhi tiến vào đây đi mục lương gật đầu một cái khi bối kỳ xoay người rời đi thư phòng gọi phi nhi tiến đến cầm phi nhi ngoan ngoãn hỏi bệ hạ có gì phân phó à Mục Lương hỏi. Từng, Tân Tây và Cầm Vũ hiện giờ đang ở đâu? Cầm Phi Nhi cố nhớ lại nội dung trong sổ ghi chép ở phòng liên lạc, sau đó cung kính trả lời. Bệ hạ, Cầm Vũ Đại Nhân và Tân Tây Đại Nhân đang trên đường đi đến Thành Rắc Tân. Thành Rắc Tân là một tòa thành cỡ trung, nơi đó đang bị đàn hư quỷ quấy rầy cả ngày lẫn đêm. Nếu như không ai trợ giúp thì nhiều lắm là chống đỡ thêm một ngày nữa sẽ bị hư quỷ công phá, đến lúc đó ba chục ngàn dân chúng trong thành sẽ bị hư quỷ huyết tẩy không còn một mống. Mục lương nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt thâm thúy sáng lên. Thành rắc tân à ta nhớ nơi đó không xa thành tương lai là mấy. Đúng vậy, lấy tốc độ của phi thuyền vận chuyển, bay khoảng nửa ngày là có thể đến nơi. Khi bối kỳ gật đầu, khóe môi của mục lương cong lên, bình thản nói vậy hãy để tân tây và cầm vũ giải quyết hư quỷ ở thành trắc tân sau đó lại thuận tiện ghé thành tương lai một chuyến ngươi định bắt hai vị trưởng lão thành tương lai trở lại đây sao đôi mắt vàng ống của hy bối kỳ sáng lên từ sau khi già lạc rời khỏi thành tương lai linh khí sư cao cấp ở thành tương lai chỉ còn lại hai người là chí hải và phong vũ đồng thời cũng là hai kẻ đầu tư việc thí nghiệm linh khí cơ thể người một lương vương tay nhẹ nhàng gõ trán cô gái ma cà rồng buồn cười nói sao có thể nói là bắt chứ chỉ là mời bọn họ về đây để bàn luận một chút kỹ thuật y học thôi hắn đã để hai vị trưởng lão thành tương lai được tự tại quá lâu rồi giờ là lúc phải xử lý bọn họ theo hắn được biết khi thủy triều hư quỷ lần trước tiến đến thì thành tương lai đã chết rất nhiều người hơn nữa nguyên nhân đều là bởi vì thí nghiệm linh khí cơ thể người một khi bọn họ tới đây thì đừng hòng trở về nữa cái này không phải bắt thì là gì chứ khi bối kỳ nhỏ giọng thầm thì cái gì cơ mục lương mỉm cười hỏi không không có gì khuôn mặt xinh đẹp của hy bối kỳ ửng đỏ mục lương liếc nhìn cầm phi nhi nói được rồi ngươi đi xuống đi vâng cầm phi nhi ngoan ngoãn hành lễ xoay người rời khỏi thư phòng hy bối kỳ nghĩ tới điều gì đó quay đầu hỏi mục lương ngươi có định tổ chức hội nghị thánh địa không hội nghị thánh địa à Mục lương nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn tòa ỷ trầm giọng nói. Chuyện hư quỷ hoàng nên nói cho mọi người biết, đúng là nên mở hội nghị thánh địa một lần nữa, chỉ là tụ tập bọn họ qua đây là việc không thực tế, phải nghĩ biện pháp chuyển thành trực tuyến mới được. Hiện tại hư quỷ tàn sát bừa bãi ở đại lục cũ, các đại thành chủ bận rộn mệt bở hơi tai, chớ đừng nhắc tới việc đi đến vương quốc huyền vũ mở hội nghị. Trực tuyến Khi bối kỳ ngẩn ngơ, Hội nghị thánh địa trực tuyến là cái gì và nên mở như thế nào? Sáng sớm Trong nhà ăn tại cung điện Nguyệt Phi Nhan đi vào nhà ăn Nhìn thấy Hy Bối Kỳ lộ ra vẻ mặt yểu xìu Tò mò hỏi Hy Bối Kỳ Tối hôm qua ngươi không ngủ ngon sao? Đúng vậy Ta không ngủ được Hy Bối Kỳ nói với giọng điệu u oán Tối hôm qua cô đi thư phòng tìm một lương Vốn dĩ là định giải quyết vấn đề Buổi tối không thể chập mắt của mình thế nhưng lại không nghĩ rằng bởi vì nhắc đến chuyện mở hội nghị thánh địa trực tuyến mà hắn lập tức đâm đầu vào phòng làm việc cô gái ma cà rồng đợi nửa giờ ở thư phòng nhưng mục lương vẫn không trở về cô đành trở về thiên điện kết quả chính là trằn trọc một đêm không ngủ nguyệt phi nhan lẩm bẩm ngươi đi làm ăn trộm sao tối hôm qua lại không sao xảy ra nha sao lại không ngủ ngon chứ ta đơn thuần là ngủ không được thôi khi bối kỳ liếc xéo cô gái tóc đỏ ngủ không được là vì muốn nam nhân à. Giọng nói quyến rũ vang lên, Hồ Tiên cất bước đi vào nhà ăn. Khuôn mặt xinh đẹp của Hy Bối Kỳ lập tức đỏ lên, giận trách. Không có nha. Nguyệt Phi Nhan lộ ra vẻ mặt hóng hớt tiến đến bên cạnh cô gái ma cà rồng, hỏi. Ngươi muốn nam nhân? Ai thế? Không có. Hy Bối Kỳ cất cao giọng. Hồ Tiên hời hợt nói. Cung điện này có bao nhiêu nam nhân? Chuyện này còn phải đoán sao? Ồ ồ ồ. Thì ra là ngươi nghĩ tới một lương. Nguyệt Phi Nhan nói với giọng điệu chế nhạo. Ngươi đừng có nói bậy, ta không có, một lương không có ở thư phòng, hắn đi phòng làm việc. Khi bối kỳ càng nói thì giọng càng nhỏ, bên tai đỏ ửng. A, à, làm sao ngươi biết khi nào một lương đi phòng làm việc thế? Hồ Tiên cười tươi như hoa hỏi. Khi bối kỳ im lặng, còn nói thêm gì nữa cô thật sự sẽ bị lộ tẩy. Cầm Phi Nhi ngây thơ nói. Bệ hạ đi phòng làm việc lúc 3 giờ khuya, đến bây giờ còn chưa đi ra đâu. Nguyệt Phi Nhan nhìn về phía cô gái ma cà rồng, liếu lưỡi nói. Hắn làm gì lúc 3 giờ khuya mà ngươi cũng biết à. Khi bối kỳ vô ý thức giải thích. Đêm qua ta có việc nên mới đi tìm một lương. Ngươi hơn nửa đêm không ngủ, có thể có chuyện gì chứ? Nguyệt Phi Nhan hít mắt lại, bày ra thái độ hỏi đến tột cùng. Hồ Tiên chợt nói ra một câu kinh người. Hơn nửa đêm, cô đơn khó nhịn. Không có. Toàn bộ khuôn mặt của Hy bối kỳ đỏ rần, vội vàng lên tiếng giải thích. Hồ Tiên trêu chọc. Được rồi, được rồi, ngươi đừng kích động, ta chỉ nói giỡn thôi, biểu hiện này của ngươi ngược lại khiến ta phải suy nghĩ nhiều đấy. Nguyệt Phi Nhan trầm tư vài giây, sau đó gật đầu nhận đồng thì ra là hy bối kỳ nửa đêm cô đơn khó nhịn ta nói không có mà khi bối kỳ nghiến răng nghiến lợi giơ tay lên muốn bóp bả vai cô gái tóc đỏ nguyệt phi nhan vương tay ngăn trở hồ nghi hỏi vậy ngươi nói xem nửa đêm nửa hôm ngươi đi tìm một lương là vì chuyện gì khi bối kỳ ho nhẹ vài tiếng có chút chột dạ nhìn khắp nơi rồi nói khụ khụ Mục lương đang nghiên cứu y thuật cho nên ta tò mò tiến vào xem thế nào sau đó hàn huyên tới thành tương lai gì gì đó nguyệt phi nhan trợn trắng mắt ngươi đối với y thuật là dốt đặc cán mai làm sao có thể hàn huyên với Mục lương về vấn đề này tìm lý do cũng không chịu tìm cái nào hợp lý một chút thì ta vừa vặn nói tới đó thôi khi bối kỳ trừng cô gái tóc đỏ đáy mắt của hồ tiên hiện lên ý cười miễn cười hỏi không đồ ngươi nữa Mục lương đi phòng làm việc làm cái gì? Khi bối kỳ nói với giọng điệu u oán, Không biết, tối hôm qua đang nói phân nửa thì hắn chạy ra ngoài. Nguyệt Phi Nhan không khỏi liếu lưỡi cảm thán. Tại sao hắn có thể mặc kệ ngươi mà chui đầu vào phòng làm việc chứ? Khi bối kỳ trợn trắng mắt nhìn cô gái tóc đỏ, tức giận nói. Ngươi đừng chuyện cái này nữa. Mục lương đang ở phòng làm việc à? Nguyệt Thấm Lan nghe vậy đi vào nhà ăn. Đúng vậy cầm phi nhi đáp lại một tiếng ngày hôm nay có yến hội các cô không thể để hắn ở phòng làm việc quá lâu phải ra ngoài chuẩn bị tiểu mật đồng ý nói tới giờ ăn trưa ta sẽ lại đi nhắc nhở bệ hạ từng nguyệt thấm lan gật đầu một yến hội bắt đầu lúc 3 giờ chiều và kéo dài cho đến 10 giờ tối mới kết thúc hồ tiên đột nhiên hỏi chờ đã khi bối kỳ ngươi nói một lương còn nhắc tới hội nghị thánh địa à đúng rồi hắn bảo nên cử hành hội nghị thánh địa một lần nữa, thảo luận chuyện hư quỷ hoàng. Khi bối kỳ thanh thúy nói, nhưng mà một lương lại nói muốn trực tuyến gì gì đó, sau đó không nói lời nào mà chạy vào phòng làm việc. Nguyệt Thấm Lan nghe vậy gật đầu một, nói với giọng điệu nghiêm túc. Đúng là nên tổ chức hội nghị thánh địa lần nữa, nhưng mà ta kiến nghị là nên cùng tiến hành với đại lục mới. Khi bối kỳ ngây thơ gật đầu. Đúng rồi, Chuyện hư quỷ hoàng không những là chuyện của đại lục cũ mà còn liên quan tới cả đại lục mới. Nếu như hư quỷ hoàng thức tỉnh, không chỉ đại lục cũ bị hủy diệt, ngay cả đại lục mới cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí cũng bị hư quỷ hoàng phá hủy đi. Hồ Tiên thả đôi đũa trong tay xuống, đạm thanh nói. Chỉ sợ người ở đại lục mới không để ở trong lòng, cảm thấy đây chỉ là vấn đề của đại lục cũ. Nguyệt Thấm Lan nghiêm túc nói. Loại tình huống này rất có khả năng tồn tại, nhưng hẳn là dễ giải quyết thôi vua hư quỷ là ví dụ rất tốt nếu bọn họ không để ở trong lòng như vậy bị hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian vua hư quỷ tàn sát bừa bãi ở đại lục mới nếu như không nhờ một lương ra tay hỗ trợ thì bây giờ đại lục mới hẳn đã sớm sinh linh đồ tháng cũng chính bởi vì sự xuất hiện của vua hư quỷ khiến đám người tại đại lục mới hoàn toàn nhận thức được sự đáng sợ của hư quỷ nguyệt phi nhan chớp mắt nói có một lương ở đây bọn họ dám nói không phối hợp sao nguyệt thấm lan và hồ tiên liếc nhìn nhau không khỏi cười khẽ một tiếng sau khi bữa sáng kết thúc khi bối kỳ và nguyệt phi nhan đi căn cứ không quân trước khi rời khỏi nguyệt thấm lan dặn dò hồ tiên nhớ kỹ chiều nay bảo một lương đi ra ngoài ta sẽ đến đại hội đường trước chờ các ngươi tốt hồ tiên đồng ý ngày hôm nay cô không đi thành buôn bán sơn hải buổi chiều cô phải đến đại hội đường cùng với một lương để tham gia yến hội, trong yến hội cũng có thể nói chuyện làm ăn. Hôm nay, trong yến hội sẽ xuất hiện không ít rượu và thức uống mới, những vị khách kia sẽ thích. Nguyệt Thấm Lan rời đi, Hồ Tiên thì đến thư phòng. Đợi đến một giờ chiều thì Mục Lương bị Hồ Tiên kêu ra khỏi phòng làm việc. Mục Lương cảm thán nói. Ngươi không nhắc nhở thì ta đã quên ngày hôm nay có yến hội. Hồ Tiên giận trách chuyện này ngươi cũng quên được tổ chức yến hội mà ngươi không trình diện chính là việc rất thất lễ yến hội lần này còn có sự góp mặt của vài vị quốc vương ta biết rồi mục lương lên tiếng hồ tiên gắt giọng ngươi rửa mặt thay quần áo trước đi tiểu mật đã chuẩn bị xong trang phục dự yến hội rồi tốt mục lương cười một tiếng vương tay vỗ nhẹ lên má của cô gái đuôi hồ ly hồ tiên trợn mắt một cất bước đi tới thư phòng cô thuận miệng hỏi ngươi nghiên cứu cái gì ở phòng làm việc thế mục lương giải thích ta đang nghiên cứu một linh khí có thể mở video hội nghị hắn nghĩ tới việc mở hội nghị thánh địa trực tuyến vậy tốt nhất là có thể thực hiện được việc thu phát giọng nói truyền phát hình ảnh giảm độ trễ và các loại tình huống khác không hiểu ngươi đi tắm trước rồi thay quần áo đi hồ tiên xua tay thúc giục bên trong trung tâm huyền vũ Khắc Lai Mạng và Tây Ni vừa mới giao hết thức ăn trở về. Trên bàn còn có đơn đặt hàng sao. Khắc Lai Mạng trở lại phòng nghỉ ở lầu 3, nhìn bạn thân đang đứng trước cửa. Tây Ni đặt chìa khóa xe ba bánh trong tay xuống, nhìn mặt bàn trống không, nói. Hết rồi, hẳn là phải chờ thêm một lúc nữa mới có người đưa đơn đặt hàng bữa tối tới đây. Thế thì nghỉ ngơi chút đi. Khắc Lai Mạng cũng đặt chìa khóa lên bàn, ngồi xuống ghế sofa thở ra một hơi buổi tối chúng ta còn đến lớp học ban đêm không tây ni quay đầu hỏi khắc lai like mạng đáp không chút nghĩ ngợi đi chứ hôm nay bắt đầu giảng dạy tới phần cộng trừ nhân chia mà các cô đã học xong đọc chữ hiện tại bắt đầu học số học đơn giản cái này có trợ giúp rất nhiều cho công việc và sinh hoạt của các cô tây ni chậm rãi gật đầu hỏi cũng đúng vậy ngươi đã thuộc bản cửu chương chưa sắp rồi chờ một hồi ta thấy lại lần nữa Hẳn là sẽ nhớ kỹ. Khóe môi của khắc lai mạng công lên. Hì hì, ta đã thuộc hết rồi nha. Tây Ni đắc ý nói. Khắc lai mạng hơi nhướng mày, tò mò nói. Vậy sao? Thế thì ta phải kiểm tra ngươi mới được, 9 nhân 9 bằng bao nhiêu? 9 nhân 9 bằng 81 nha. Tây Ni lộ ra ánh mắt ngươi quá xem thường ta. Vậy 5 nhân 7 bằng bao nhiêu? Khắc lai mạng tiếp tục hỏi. Tây Ni suy nghĩ một chút, sau đó nói với giọng điệu không xác định. Bằng 35. Đáp án đúng rồi, nhưng mà ngươi do dự, xem ra còn chưa thuộc nằm lòng. Khắc lai like mạng thanh thúy bình luận. Ta xem thêm vài lần là được, chuyện này không vội. Tây Ni xua tay nói. Khắc lai like mạng gật đầu, thanh thúy nói. Khi nào hai ta học được cộng trừ nhân chia thì hẳn là không cần đến lớp học ban đêm nữa. Ừm, Đến lúc đó buổi tối có thể nghỉ ngơi thư giãn rồi. Tây Ni vừa nói vừa duỗi người một cái. Hai người tán gẫu một lúc thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Cộc cộc cộc. Cửa phòng bị gõ, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên. Hạ nhất nặc hỏi. Khắc lai mạng, Tây Ni, hai người có ở bên trong không? Khắc lai mạng vội vàng đứng lên mở cửa, hỏi. Hạ nhất nặc tỷ tỷ, có đơn đặt hàng mới sao? Hạ nhất nặc gật đầu, đưa đơn đặt hàng vừa mới viết xong tới trước. Ừm, có một nhóm bánh ngọt cần giao đến đại hội đường, buổi chiều nơi đó có yến hội. Khắc Lai Mạng nhận lấy đơn đặt hàng nhìn kỹ, khi thấy số lượng trên đơn thì không khỏi cười khổ nói. 500 cái bánh ngọt, một chiếc xe không chứa nổi đâu. Hạ Nhất Nặc đang nghe truyện trên TV Audio CV lạnh nhạt nói. Hai người các ngươi cùng nhau đi giao, nếu như giao hàng thuận lợi thì mỗi người sẽ được thưởng 5 đồng tiền. Tốt. Nghe được lời này, đôi mắt của Tây Ni lập tức sáng ngời. Được rồi, cả hai mau đi giao hàng đi, nửa giờ nửa yến hội sẽ bắt đầu. Hạ nhất nặc thúc giục. Vâng. Khắc Lai Mạng và Tây Ni đồng thanh đáp lại, cầm lấy chìa khóa trên mặt bàn rồi rời khỏi phòng nghỉ, chạy về phía phòng bếp chế tạo bánh ngọt. Phòng bếp đã chuẩn bị xong 500 cái bánh ngọt, hai người thận trọng đặt bánh vào rương, lại chia hai chuyến dời xuống lầu, sau đó đặt vào trong thùng đựng thức ăn ở phía sau xe đạp ba bánh khắc lai mạng nhảy lên yên xe chân đạp lên bàn đạp quay đầu lại nói đại hội đường chỉ cần đi dọc theo đường chính là được ta biết ở đâu ngươi theo ta ta cũng biết nha tây ni khẽ hất hàm bày ra dáng vẻ ngươi chớ xem thường ta vậy thì đi thôi khắc lai mạng nhếch miệng cười điều khiển xe ba bánh chạy về phía trước hai người cẩn trọng chạy dọc theo đường chính trên đường gặp không ít xe thú lướt nhanh qua các nàng khắc lai mạng cảm thán một câu thật nhiều xe thú nhìn phương hướng xem ra bọn họ đều là đi tham gia yến hội đừng đông người chúng ta phải cẩn thận một chút tây ni nhắc nhở ta biết rồi khắc lai mạng phất tay vài cái tỏ vẻ đã hiểu tiếp tục chạy về phía đại hội đường chờ đến khi hai người đến nơi thì còn chưa đến 10 phút là bắt đầu yến hội đến rồi xem bánh ngọt thế nào các lai like mạng siết phanh lại, xuống xe mở thùng đựng thức ăn kiểm tra bánh ngọt bên trong, nhìn thấy tất cả đều hoàn hảo mới yên lòng lại. Đưa vào đi thôi. Tây Ni thận trọng lấy bánh ngọt ra, ông Trương đi vào đại hội đường. Cộp cộp cộp. Đây là lần đầu tiên hai người tới đây cho nên không biết nhân viên đi lối nào, vì vậy đành phải đi tới cửa chính đại hội đường. Tránh đường, các ngươi là ai? Một giọng nói cao vút vang lên, tiếp theo khắc lai mạng bị ai đó đẩy từ phía sau cơ thể mất thăng bằng muốn ngã sấp xuống khắc lai mạng hoảng sợ vội vã ổn định nửa người trên nửa người dưới không kịp điều chỉnh cân bằng đầu gối công xuống đánh vào cạnh bậc thang a à. cô đau đớn kêu lên một tiếng vẻ mặt lập tức trắng bệch nhưng hai tay vẫn ôm chặt trương đựng thức ăn bánh ngọt bên trong hoàn hảo không bị hư hại tây ni hốt hoảng vội vàng tiến lên quan tâm hỏi khắc lai mạng ngươi không sao chứ không, ta không sao. Khắc lai mạng nhịn đau đứng dậy, nhưng mà vẻ mặt của cô đã trắng bệch, hai chân run rẩy. Cô nhìn ra phía sau, người mới vừa đẩy cô là một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ có 16, 17 tuổi, đối phương mặc trang phục đắt tiền, thần sắc trên mặt tràn đầy sự kiêu căng và lạnh lẽo. Bên cạnh thiếu nữ còn có một lão giả và người hầu, lão giả đồng dạng mặc trang phục quý tộc, lúc này đang cau mày nhìn về phía hai người khắc lai mạng, ánh mắt mang theo sự ghét bỏ và xem thường. Tây Ni đứng che trước mặt Khắc Lai Mạng, tức giận chất vấn. Các ngươi làm gì đẩy người thế? Giao Tây cao ngạo nâng cầm lên, khinh miệt nói. Ta đẩy ngươi thì sao chứ, nơi đây không phải là thứ dân đen các ngươi có thể tới, không biết nhìn xem thân phận của mình là gì mà dám trường mặt ra, thật là bẩn mắt của ta. Các ngươi mau tránh ra, không được cản đường tiểu thư nhà ta. Tên người hầu kinh thường cất tiếng xua đuổi hai cô. Tây Ni trợn mắt nhìn ba người, tức giận còn về cơ thể run rẩy nhưng mà cô vừa định mở miệng muốn phản kích thì lại bị khắc lai mạng ngăn cản khắc lai mạng vội vàng nói tây ni thôi bỏ đi thân phận của bọn họ không bình thường đừng ảnh hưởng đến việc giao thức ăn tây ni nhìn hai chân của bạn thân vẫn còn run rẩy tức giận nói nhưng vì bọn họ ngang ngược mà ngươi bị thương không thể cứ thế mà buông tha bọn họ được ta không sao đi về ngủ một giấc là tốt rồi Khắc Lai Mạng lắc đầu. Cô tiếp tục khuyên nói. Chúng ta đi giao bánh ngọt thôi, sắp trễ giờ rồi. Giao tay nâng cầm lên, lạnh giọng hô. Còn không mau cút đi, muốn té một lần nữa phải không? Cô đến từ thành sa thản, là con gái của một vị bá tước, lão giả bên cạnh là ông nội của cô, đồng thời là một vị công tước. Tây Nhi, chỉ là hai tên dân đen mà thôi, đừng nổi giận. Lão giả chậm rãi nói. Đúng vậy, tiểu thư đừng tức giận. Người hầu đồng dạng cười trấn an. Dân đen. Khóe mắt của Tây Ni giật một, tức giận suýt chút nữa mất lý trí mà ném bánh ngọt trong ngực vào mặt ba người trước mắt. Người hầu bày ra dáng vẻ vênh váo tự đắc, giơ tay lên xua đuổi hai người. Mau cút đi, ngày hôm nay nơi này có yến hội, không phải là nơi mà các ngươi nên tới. Còn không đi thì ta đánh gãy chân các ngươi. Giao tay hiếp mắt lại, vương tay hoạt động năm ngón tay các ngươi hiếp người quá đáng. Tây Ni phẫn nộ, lòng tự trọng bị thương tổn. Khắc lai mạng cắn môi dưới, đầu gối đau đớn khiến vẻ mặt của cô càng trắng hơn, thái dương chảy mồ lạnh, cô cố gắng bước tới trước một bước nhưng mà suýt nửa té ngã xuống đất lần nữa. Ta hiếp người quá đáng. Giao Tây cười khẩy, hơi nghi người tới trước nói. Nếu như không phải bởi vì nơi này là vương quốc huyền vũ thì các ngươi đã bị ta đánh chết từ lâu rồi. Khắc lai mạng vương một tay kéo kéo ống tay áo của bạn thân, nhỏ giọng nói. Tây Ni, chúng ta đi thôi. Tây Ni tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng, cô trừng mắt nhìn dao tay, bàn tay ôm rương thức ăn bởi vì dùng sức lực quá lớn khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Sắc mặt của dao tay lạnh xuống, quát lên. Ngươi còn dám trừng ta. Người đâu, móc mắt nàng xuống cho ta. Người hầu do dự mở miệng. Tiểu thư, cái này. Bang. Thế nào, mệnh lệnh của ta mà ngươi dám không nghe theo sao? Giao tay xoay người tác mạnh vào mặt tên người hầu. Không dám. Người hầu vân vân dạ dạ cúi đầu, trong lòng không ngừng kêu khổ. Nơi này chính là vương quốc huyền vũ, nếu quả thật hắn dám móc mắt người khác, vậy hắn cách cái chết không xa. Giao tay lạnh lùng nói. Vậy ra tay đi, móc mắt của cả hai cho ta. Tây Nhi, không được hồ nháo, nơi này là vương quốc huyền vũ lão giả nói với giọng điệu nghiêm túc giao tây xua tay nói không chút để ý ông nội không sao đâu ta cũng không giết bọn họ chỉ dạy dỗ bọn họ một chút mà thôi quốc vương vương quốc huyền vũ sẽ không để ý tới lão giả cau mày cảm thấy cháu gái nói có lý giao tay ôm cánh tay lão giả làm nũng nói huống hồ chúng ta đều là quý tộc chỉ là có lòng tốt dạy bảo hai tên dân đen quy cũ mà thôi Ừm, như vậy thì tùy ngươi Lão giả cưng chiều véo má cháu gái Hì hì, ông nội tốt nhất Giao tay nũng nịu quơ quơ cánh tay của lão giả Cô quay đầu nhìn tên người hầu Ánh mắt lập tức lạnh xuống Ra tay đi, móc mắt các nàng Vâng Người hầu âm thầm thở vào một hơi Nếu công tước đều gật đầu Vậy hắn ra tay hẳn là không thành vấn đề Hắn nhìn về phía khắc lai mạng và tây ni Lúc này vẻ mặt của hai thiếu nữ trắng bệch Trên mặt hắn lộ vẻ ác độc vương tây muốn bắt lấy các nàng không tây ni hoảng sợ hét lên vội vàng lùi ra phía sau các ngươi không thể làm như vậy khắc lai mạng sốt ruột hô to muốn tiến lên trước ngăn lại người hầu thế nhưng đầu gối bị thương cơ thể mất thăng bằng ngã về phía trước phanh trương đựng thức ăn trong tay thiếu nữ bay ra ngoài bánh ngọt rơi đầy đất toàn bộ vỡ tan tành bánh ngọt của ta khắc lai mạng biến sắc cú té vừa rồi khiến toàn thân nàng đều đau đớn. Giao Tây nhìn giày và váy bị bánh ngọt bắn tung tóe, vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống. Cô nhìn thắt Lai Mạn với ánh mắt tràn ngập sát ý, gằn từng chữ. Ngươi thật sự đáng chết. Ngươi buông ta ra. Tây Ni bị người hầu bắt lại, làm cách nào cũng không tránh thoát được. Tránh ra, ta tới. Giao Tây nổi giận đùng đùng đi lên trước, giơ tay lên cho tên người hầu một bạt tai thật mạnh. Cô tức giận nói. Phế vật, bảo ngươi làm chút chuyện cũng không xong. Là lỗi của thuộc hạ. Người hầu thông thạo cúi đầu nhận sai. Hừ. Giao Tây tức giận hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía khắc lai mạng, giơ tay lên định cho nàng một tác. Bang. Đồng tử của khắc lai mạng co rụt lại, vội vã nghiêng người tránh, một tác này rơi vào trên vai. Chỉ là Giao Tây dùng hết sức, một tác này khiến vai thiếu nữ đau nhức không thôi, cả người đều run rẩy tây ni rống giận dừng tay chúng ta làm gì đắc tội ngươi chứ Giao tay lạnh lùng cười khẩy nói thứ dân đen ti tiện làm dơ váy và giày của ta các ngươi chết trăm ngàn lần cũng không quá phận cô rất tức giận từ sau khi tới vương quốc huyền vũ thì vẫn luôn không có được cảm giác mọi người đều tôn trọng và kính để mình như xưa nữa đi ra ngoài ăn cơm thì cần phải xếp hàng không ai cung kính hầu hạ điều này làm cho cô rất khó chịu cho nên ngày hôm nay cô vừa gặp phải khắc lai mạng, đã nghĩ muốn dạy cho tên dân đen này một bài học, phát tiết sự bất mãn trong lòng. Tây Ni dơ chân lên muốn dẫm lên lưng khắc lai mạng, cô ta dùng sức lực rất lớn, một cước này có thể khiến thiếu nữ không chết cũng nửa tàn. Tơ nhện ám ảnh Một giọng nói đạm mạc vang lên, gợn sóng vô hình khuếch tán và bao phủ người xung quanh. Trên mặt của dao tây lộ vẻ kinh ngạc, bàn chân dơ lên không thể rơi xuống được, không chỉ như vậy, ngoại trừ mắt và miệng thì những bộ phận khác không cách nào động đậy. Không chỉ riêng cô, ngay cả lão giả và người hầu bên cạnh đều không thể nhúc nhích, giống như là bị người khác thi triển định thân thuật. Bệ hạ tới. Phạm vi xung quanh vang lên náo động tiếng, đám người lộ ra vẻ mặt xem kịch vui. Cộc cộc cộc. Xe hơi từ đằng xa lái tới và dừng ở bên ngoài đại hội đường, Ly Nguyệt bước ra khỏi ghế lái, mở ra cửa xe phía ghế sau. Mục Lương và Hồ Tiên lần lượt xuống xe, trên mặt hai người đều hiện lên sự lạnh lẽo, điều này làm cho người xung quanh khẩn trương không thôi. Cộp cộp cộp. Hộ vệ trung ương đi theo đồng loạt bước xuống xe gắn máy, xếp thành hai hàng ở trước cửa đại hội đường, kẹp đám người Tây Ni ở giữa. Bệ hạ vạn an. Dân chúng xung quanh cung kính hành lễ. Mục Lương gật đầu một, tiếp đó lạnh nhạt nhìn Giao Tây vẫn đang giữ tư thế đứng một chân, bình tĩnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Khắc lai mạng bị Tây Ni đỡ dậy, cả hai quỳ gối trên mặt đất đầy bánh ngọt, cung kính hành lễ. Gặp qua bệ hạ. Hai mắt của Tây Ni đỏ hoe, há miệng không dám lên tiếng. Sắc mặt của lão giả công tước rất khó coi, hỏi. Huyền vũ bệ hạ, đây là chuyện gì, tại sao ta không cử động được? Đúng vậy, làm sao ta không nhúc nhích được? Giao Tây hoảng sợ nói. Hồ Tiên quét nhìn mặt đất, Nói với vẻ mặt tiếc nuối. Bánh ngọt rơi hết rồi, có chút lãng phí. Giao Tây vội vàng hô to. Đều là do các nàng quăng ngã bánh ngọt, còn làm dơ giày và váy của ta. Là lỗi của ta. Khắc Lai mạng cúi đầu thấp hơn. Giao Tây tức giận nói. Đương nhiên là lỗi của ngươi rồi, nhất định phải bồi thường giày và váy cho ta. Ta? Khắc Lai Mạn há miệng. Xảy ra chuyện gì vậy? mục lương không để ý đến giao tây giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng ông hào quang bảy màu lóe lên khi sắc xuất hiện ở bên cạnh mục lương thấp giọng thuật lại chuyện vừa xảy ra trước cửa đại hội đường mục lương và hồ tiên càng nghe thì vẻ mặt càng lạnh lẽo nhìn về phía ba người giao tây giống như là đang nhìn người chết lạnh quá cơ thể giao tây rung lên cô không nhìn thấy vẻ mặt của mục lương chỉ cảm thấy toàn thân như bị một luồng khí lạnh bao phủ hồ tiên cất bước đi tới trước mặt thiếu nữ kiêu ngạo nhìn chăm chú vào gương mặt kinh hoảng kia khóe môi nàng hơi nhếch lên hồ tiên cắt hạ mau cứu ta trong mắt của giao tây lộ ra thần sắc vui mừng cho rằng cô gái đuôi hồ ly đến giúp đỡ giải trừ sự dị thường trên người mình cứu ngươi à hồ tiên khẽ bật cười một tiếng cô xoay người vươn tay về phía khắc lai mạng dịu dàng nói các ngươi đứng lên trước đi Khắc lai mạng ngạc nhiên nhìn chầm chầm bàn tay trắng nõn của Hồ Tiên. Hồ Tiên đại nhân, trên người ta lấm bẩn rồi. Cô không có vương tay, lão đảo muốn đứng dậy, thế nhưng đầu gối quá đau nhức, căn bản không thể đứng thẳng được. Mục lương nhẹ nhàng phất tay một cái, lực lượng vô hình nâng khắc lai mạng lên, để cho cô có thể đứng thẳng người. Mục lương lạnh giọng ra lệnh. Người đến, bắt giam bọn họ lại. Vâng. Hộ vệ trung ương lên tiếng, Tiến lên bắt lấy giao tây lão giả và tên người hầu xoay người muốn áp giải cả ba đi ngục giam giao tây sốt ruột nói huyền vũ bệ hạ đây là chuyện thế nào khi sắc lạnh nhạt nói ngươi bị bắt vì tội vũ nhục đe dọa cố ý gây tổn thương người khác và một loạt tội danh khác hiện tại chúng ta sẽ đưa ngươi đến ngục giam không thể ta không có ta là quý tộc sắc mặt của giao tây trắng bệch ra sức dùng dằng muốn tránh thoát nhóm hộ vệ câm miệng. Mục lương hơi chuyển động suy nghĩ, lập tức khiến ba người không nói được lời nào. Luôn có người không nhận thức được địa vị của mình, nơi này là địa bàn của mục lương, tất cả mọi người cần phải tuân thủ quy củ của hắn. Giao tây dằn co, căm tức nhìn đám người mục lương, trong lòng thì lại vô cùng luống cuốn. Mục lương nhìn cô một cái, lại ngắm nhìn các quý tộc xung quanh, trong lòng khẽ động. Cộp cộp cộp. Hắn đi lên trước, Hơi chuyển động suy nghĩ giải trừ cấm ngôn cho giao tây, ánh mắt lạnh như băng kia khiến cho đối phương không dám nói lời nào. Mục lương bình tĩnh hỏi. Ta đã biết chuyện xảy ra, là do ngươi ra tay trước, cố ý đẩy ngã người khác, ngươi có gì muốn giải thích không? Hưng hưng. Lão giả muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện mục lương không giải trừ cấm ngôn cho mình, hắn muốn nhắc nhở cháu gái không nên đắc tội mục lương. Thế nhưng hắn không nói được, giao tay bị cưng chiều đến vô pháp vô thiên, Lúc này đối mặt Mục Lương, tuy trong lòng hoảng sợ, nhưng cô lại không hề cảm giác mình có lỗi. Giao Tây bình tĩnh lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của Mục Lương, nói. Hai tên dân đen ti tiện kia cản đường của ta, ta chỉ đẩy nhẹ một chút mà thôi, là chính nàng ta không đứng vững, không thể trách ta. Ta tới đây để tham gia yến hội, thân phận của ta tôn quý hơn hai người kia, bọn họ còn làm hỏng giày và váy của ta, đây là lỗi của các nàng. Cô càng nói càng cảm thấy mình chiếm lý, Hồ Tiên nghe xong giận quá hóa cười. Hồ Tiên che miệng cười khúc khích, ánh mắt thì lại cực kỳ lạnh nhạt, nói. Thú vị đấy, không biết bệnh viện đa khoa có thể chữa khỏi đầu óc của nàng ta hay không? Ánh mắt của một Lương lạnh xuống, nữ nhân trước mắt này mở miệng ngậm miệng là dân đen làm hắn rất khó chịu. Cho nên ngươi nghĩ rằng mình không sai phải không? Hắn hỏi rằng từng chữ từng câu. Giao Tây Ngạo Nghệ nói. Ta đương nhiên không sai, Huyền Vũ Bệ Hạ mời chúng ta tới tham gia yến hội, đương nhiên là coi trọng ta, ngươi phải phạt hai tên dân đen kia thật nặng mới được. Lão giả nghe vậy hai mắt tối sầm, suýt nửa sợ hãi ngất đi, hắn đổ lực mở to hai mắt, muốn nhắc nhở cháu gái không nên nói một ít lời điên khùng. Ngươi có đọc qua hiến pháp chưa? Hồ Tiên thuận miệng hỏi một câu. Giao Tây chột giả đáp. Hiến pháp quá dày, ta chưa đọc xong. Cô chưa đọc xong, nhưng mà người hầu đã đọc rồi, bình thường đều là hắn lên tiếng nhắc nhở chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm ánh mắt của một lương lạnh như băng hờ hững nói thế thì để ta nói cho ngươi biết nơi này là vương quốc huyền vũ ở đây thì thân phận quý tộc không có hiệu lực ngươi cứ luôn mồm bảo người khác là dân đen ti tiện điều này đã phạm vào tội vũ nhục trong hiến pháp vương quốc huyền vũ không có quý tộc quý tộc ngoại lai mà còn muốn ảnh hưởng con dân của hắn sợ là ngại mình sống quá lâu rồi giao tây ngẩn ngơ Nhìn Mục Lương với ánh mắt không thể tin được Hắn tiếp tục nói Ngươi ra tay đánh người Còn sai bảo người hầu của mình động thủ muốn móc mắt các nàng Chuyện này phạm vào tội gây hấn và tội cố ý gây gây thương tích cho người khác Mỗi một chữ của Mục Lương đều khiến vẻ mặt của dao tay trắng thêm một phần Ta chẳng cần biết ngươi là ai Dù cho ngươi có là quốc vương đi nữa Ở vương quốc huyền vũ ra tay bắt nạt dân chúng của ta thì đó chính là phạm pháp Giọng nói của Mục Lương vô cùng lạnh lùng Khắc Lai Mạng và Tây Ni đều lộ ra vẻ mặt xúc động, những lời này đã chạm vào trái tim các cô, giống như một chùm sáng trong đêm tối, làm cho sự lo lắng trong lòng cả hai hoàn toàn tan biến. Ta, ta không phải cố ý. Giọng điệu của Giao Tây run rẩy. lúc này cô mới hiểu rõ mình phạm sai lầm gì. Một lương lạnh lùng nói. Từ dân đen này là sự khiêu khích đối với hiến pháp vương quốc huyền vũ, là sự vũ nhục đối với pháp luật của nước ta. Giao Tây vội vàng nói không có ta không có ý như vậy mục lương vung tay lên chặn miệng của dao tây lại hờ hững nói các ngươi sẽ bị đưa vào sổ đen tương lai cấm nhập cảnh vào vương quốc huyền vũ đương nhiên đây là chuyện sau khi thời hạn giam cầm của ngươi kết thúc không phải cơ thể của dao tây run rẩy cô muốn thét chói tai phản bác nhưng lại không thể nói được lời nào sắc mặt của lão giả xám như tro tàn không ngờ mục lương sẽ quyết tuyệt như vậy nghiêm ngặt chấp hành dựa theo hiến pháp các quý tộc và quần chúng đứng xung quanh nghe được lời nói của mục lương, rất nhiều người cảm thấy vô cùng hả giận, đám vương thất quý tộc còn lại thì không dám hó hé câu nào. Tống nàng ta vào ngục giam, hỏi rõ ràng toàn bộ việc làm phạm tội rồi lại áp giải đến tòa án để thẩm phán. Mục lương vung tay lên. "Vâng." Hộ vệ trung ương cung kính đáp lại. Đám người giao tay bị hộ vệ trung ương mang đi, người xung quanh đều an tĩnh lại, đặc biệt là đám quý tộc vừa rồi đứng xem kịch vui trong lòng ai nấy đều rùng mình. Bọn họ đứng xem từ đầu đến cuối, đều biết đám người giao tay ra tay trước, nhưng thân phận của cô ta là quý tộc tôn quý, vốn tưởng rằng cho dù là quốc vương vương quốc huyền vũ biết thì cũng sẽ bỏ qua, nhưng không ai ngờ đến cuối cùng người bị bắt đi lại là giao tay. Các quý tộc đều an phận, trong lòng rõ ràng một chuyện, cho dù là ai phạm pháp thì kết cục đều giống như vậy, ở đây không có sự phân biệt giữa quý tộc và bình dân. Ngươi không sao chứ? mục lương nhìn về phía khắc lai mạng và tây ni cảm ơn bệ hạ quan tâm ta không sao tây ni cung kính nói thiếu nữ len lén liếc nhìn mục lương trong lòng có chút chua xót hoài niệm lúc còn đi theo hắn sinh hoạt ở đại lục mới cô tiếp tục nói ta không sao nhưng khắc lai mạng bị thương nàng ấy té ngã hai lần hẳn là bị thương rất nghiêm trọng mục lương gật đầu nói yên tâm Chờ có kết quả thẩm phán thì bọn họ sẽ phải bồi thường cho các ngươi không thiếu một xu, đến lúc đó sẽ có người liên lạc các ngươi. Khắc Lai Mạng lo lắng nói. Bọn họ sẽ không trả thù chúng ta chứ. Hồ Tiên cười quyến rũ nói. Nếu bọn hắn dám làm vậy thì ta sẽ phái người ném bọn hắn xuống biển làm mồi cho cá. Cảm ơn Hồ Tiên đại nhân. Khắc Lai Mạng và Tây Ni cảm kích nói. Mục Lương vương tay ra, ngưng tụ một đoàn nguyên tố sinh mệnh bao phủ toàn thân khắc lai mạng. Ông Sắc mặt của khắc lai mạng trở nên hồng hào hơn nhìn thấy, cơn đau trên người cấp tốc biến mất, hai chân cũng không còn đau đớn nữa. Cảm ơn bệ hạ. Cô vội vàng đứng lên hành lễ. Mục lương bình thản nói. Không có việc gì thì trở về đi, đổi một bộ quần áo khác. Nhưng mà mấy cái bánh ngọt này. Trên mặt của khắc lai mạng lộ ra thần sắc khó xử cô mất mát nói. Toàn bộ bánh ngọt đều rơi xuống đất hết rồi, vốn dĩ chúng sẽ được dùng ở trong yến hội. Hồ Tiên quyến rũ nói. Chuyện này không trách các ngươi, không sao là tốt rồi, bánh ngọt trên đất sẽ có người tới dọn dẹp. Các ngươi trở về nói với hạ nhất nặc là nàng ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của cả hai. Phù. Khắc lai mạng nghe vậy mới thở vào nhẹ nhõm. Loại bánh ngọt này rất đắt tiền, một miếng nhỏ đã có giá cao hơn thu nhập 10 ngày của các cô. Cô nhìn bánh ngọt nát be bét trên mặt đất, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, quá lãng phí. Trở về đi. Mục lương giơ tay lên vỗ vai khắc lai mạng. Vâng, bệ hạ. Khắc lai mạng cung kính hành lễ, lôi kéo tây ni thu dọn rương đựng thức ăn rồi rời khỏi. Hồ Tiên gọi nhân viên phục vụ đại hội đường tới dọn dẹp bánh ngọt trước cửa. Chẳng mấy chốc thì bên ngoài đại hội đường đã khôi phục bình thường, các khách mời tiếp tục đi vào trong đại sảnh. Cộp cộp cộp, tiến bước chân truyền đến nguyệt thấm lan từ đằng xa đi tới nghi ngờ nhìn nhân viên phục vụ đang bận rộn tới lui mục lương đã xảy ra chuyện gì à cô hỏi mục lương giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra điều này làm cho vẻ mặt của nguyệt thấm lan có chút khó coi cô nhìn mấy người canh gác cửa chính đại hội đường đôi mắt màu xanh nước biển hiện lên tia bất mãn nguyệt thấm lan gọi người quản lý đại hội đường tới đây nói xảy ra chuyện như vậy nhưng mà lại không có một ai tiến lên hỗ trợ và giải quyết vấn đề ngày hôm nay tất cả người đứng trực tại cửa chính đại hội đường đều đi lãnh phạt vâng người quản lý biến sắc trong lòng hối hận không thôi trước khi đi nguyệt thấm lan còn nói thêm đúng rồi kể từ hôm nay trở đi ngươi bị giáng xuống một cấp phạt trừ một tháng lương sẽ có người mới thay thế ngươi quản lý đại hội đường lời này giống như là sét đánh ngang tai nổ vang ở trong đầu nam nhân khiến hắn càng thêm hối hận. Mục Lương và Hồ Tiên nắm tay đi vào đại hội đường, lúc này yến hội mới vừa bắt đầu, hình thức vẫn là tiệc đứng như lần trước. Ở hiện trường rộng rãi có mấy chục bàn gỗ dài được xếp sang sát nhau, mặt trên bày đầy các loại món ăn ngon, đại đa số đều là bánh ngọt và món ăn nguội, cũng có đầu bếp chuẩn bị đồ ăn nóng ngay tại chỗ. Khách tiến vào đại hội đường đều sẽ lấy khay được đặt ở gần cửa vào, muốn ăn cái gì thì tự lấy, còn có thể vừa chọn lựa món ăn vừa nói chuyện phím với người quen. Ngao ô. Lăng Hương cầm muỗng nhỏ múc một khối kem ốc quế đưa vào trong miệng, đôi mắt hơi híp lại, khuôn mặt lộ ra thần sắc hưởng thụ. Ăn quá ngon, đây là khẩu vị mới sao? Cô tháng phục lên tiếng. Cô đã ở chủ thành được vài ngày, khi nào rảnh rỗi thì sẽ đi ăn các loại đồ ăn ngon, tất cả vị kem ở chủ thành đều bị cô nếm thử. Từ đúng rồi, tuyệt đối là vị mới, trước đây ta chưa từng ăn qua linh vẫn gật đầu nhận đồng hai người đi ra ngoài tựa như chị em dính liền nhau mỗi ngày đều ở cùng nhau ăn uống cũng giống vậy lăng hương liếm khóe môi nhìn về phía nhân viên phục vụ bên cạnh hỏi ta thích vị kem mới không biết có thể mua ở đâu nhân viên phục vụ trả lời tiểu thư những vị kem này sẽ được tung ra thị trường vào ngày mai đến lúc đó ngài có thể mua ở siêu thị huyền vũ hoặc là cửa hàng kem Thật tốt quá, ta muốn mua rất nhiều mang về nhà. Đôi mắt đẹp của Lăng Hương lập tức sáng ngời. Vậy ngươi phải mua thêm tủ lạnh mới được. Linh Vận nhắc nhở. Từ Vương quốc Huyền Vũ đến Vương quốc Tây Hoa mất 2 đến 3 ngày bay không ngừng nghỉ, đường xá quá xa xôi, nếu kem không được ướp lạnh thì chắc chắn sẽ tan hết. Một cái tủ lạnh mà thôi, không đáng là bao. Lăng Hương xua tay không thèm để ý. Khóe môi của Linh Vận cong lên, Lôi kéo bạn thân đi ăn mỹ thực khác, hai người hoàn toàn coi yến hội lần này giống như là lễ hội mỹ thực, tung tăng đi dạo khắp nơi. Sự xuất hiện của Mục Lương và Hồ Tiên nhanh chóng khiến đám người vương thất quý tộc có mặt tại hiện trường chú ý tới, bọn họ lập tức bưng ly rượu đi lên trước chào hỏi. "Huyền Vũ bệ hạ, tiểu thư Hồ Tiên, lại gặp mặt rồi." Khóe môi của Mục Lương mang theo nụ cười mỉm, câu được câu không trò chuyện với các quý tộc tiến lại gần. Hắn không quá thích loại trường hợp này cho nên chỉ ứng phó vài câu, vốn dĩ dự định đợi một hồi rồi đi, không ngờ lại bị mấy vị quốc vương phát hiện. Mục lương các hạ, ngày mai ngươi có rảnh không, chúng ta có thể bàn luận nói chuyện hợp tác. Nữ vương Nga tư nói rồi quơ quơ ly rượu trong tay. Hồ Tiên kéo tay Mục Lương, cười tươi như hoa nhìn nữ vương Nga Tư, hỏi. Xin hỏi là hợp tác gì thế? Nữ vương Nga Tư liếc nhìn cô gái đuôi Hồ Ly, trong lòng không thể không thừa nhận nữ nhân trước mắt đẹp như thiên tiên, ngay cả bản thân cũng thua kém một bậc không chỉ riêng cô trong tất cả nữ nhân ở hiện trường dung mạo của hồ tiên là một dạng tồn tại đỉnh cao kim tự tháp nữ vương nga tư mỉm cười nói với vẻ mặt không thay đổi hợp tác này ấy à ta cảm thấy tốt hơn hết vẫn là đàm luận với một lương các hạ một lương bình thản đáp không cần các hạ có thể nói với hồ tiên về phương diện buôn bán và ngoại giao của vương quốc huyền vũ đều do nàng ấy toàn quyền phụ trách Ánh mắt của nữ vương Nga tư lấp lóe, trong lòng thầm mắng một lương không hiểu phong tình, trên mặt vẫn treo lên tươi cười. Cô miễn cười nói. Được rồi, vậy ngày mai bàn lại. Ta rất chờ mong. Đôi mắt màu đỏ rực của Hồ Tiên lóe sáng. Một vị quốc vương khác chen lời nói. Ha ha, một lương các hạ, ta muốn cầu ngươi mua vài món đồ. Là đồ vật gì thế? Hồ Tiên rất tự nhiên tiếp lời. Mục lương không nói gì, chỉ là quơ quơ ly rượu trên tay chậm rì rì uống rượu về phương diện buôn bán và ngoại giao thì năng lực hồ tiên mạnh hơn hắn phương diện hợp tác và báo giá buôn bán cũng là ở trên hắn vị quốc vương kia thấy thế cũng đã hiểu rõ vì vậy chuyển sang nói chuyện với hồ tiên ma cụ cao cấp ma dược chữa thương loại tốt xe lửa trong lòng hồ tiên khẽ động đây là một đơn đặt hàng lớn một lương hàng huyên vài câu với các vị quốc vương sau đó tìm cớ rời đi đại hội đường nơi này có hồ tiên và nguyệt thấm lan lo liệu hắn rất yên tâm hồ tiên đi tới đi lui giữa một đám vương thất và quý tộc dáng vẻ vô cùng thành thạo đối mặt với ai đều treo lên nụ cười nhàn nhạt nhưng khi nói về việc làm ăn thì mở miệng báo giá lại làm cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi nguyệt thấm lan đứng một bên nhìn xem trong lòng bội phục bản lĩnh của hồ tiên mỗi lần cô ấy đều báo giá rất cao tuy nhiên tất cả đều nằm ở trong phạm vi tiếp thu được của đối phương hồ tiên thì đàm phán việc làm ăn nguyệt thấm lan thì ứng phó với đám người vương thất quý tộc mãi cho đến khi yến hội kết thúc thì mục lương không còn xuất hiện thêm lần nào nữa điều này làm cho những quý tộc mang theo con cái tới tham gia yến hội rất thất vọng mất đi một cơ hội làm quen với mục lương rất nhiều quý tộc ở đây không biết chuyện xảy ra ở phòng tiếp khách tại cung điện vào ngày hôm qua bằng không thì còn lâu mới có những tâm tư này sau khi yến hội kết thúc nguyệt thấm lan và hồ tiên trở về cung điện Nhóm tiểu hầu gái lập tức chạy tới nghênh đón. Tiểu mật thanh thúy nói. Thấm lan đại nhân, hồ tiên đại nhân, hai người vất vả rồi. Thanh vụ và diêu nhi đi lên trước, nhận lấy trâm cài tóc và đồ trang sức mà nguyệt thấm lan và hồ tiên gỡ xuống. Hồ tiên gắt giọng mắng thầm. Hắn thì hay rồi, trốn rất nhanh, chỉ có hai chúng ta ở lại chịu trận. Nguyệt thấm lan gật đầu nhận đồng, lá mặt lá trái với đám người vương thất quý tộc thật sự rất mệt mỏi, đặc biệt là những nữ quý tộc đầy bụng tính toán kia nàng càng phải lên tinh thần hơn để giao tranh với bọn họ diêu nhi săn sóc nói khổ cực hai vị đại nhân ta đi chuẩn bị nước tắm hai vị đại nhân ngâm mình thả lỏng một chút hồ tiên hài lòng nói từng nhớ thả chút lá trà tinh thần trong bồn tắm được rồi diêu nhi ngoan ngoãn gật đầu ngâm nước nóng được thả lá trà tinh thần sẽ có lợi cho việc hóa giải sự mệt nhọc của cơ thể lại còn có tác dụng an thần ngâm bình trà nóng để sẵn ta tắm xong sẽ uống một chút nguyệt thấm lan ưu nhã nói vâng tiểu mật đáp một tiếng xoay người đi phòng giải khát chuẩn bị nước trà sau khi tiểu hầu gái chuẩn bị xong nước tắm hồ tiên và nguyệt thấm lan trở về thiên điện của mình khi hai người tắm rửa xong thì nửa tiếng đã trôi qua các tiểu hầu gái đã chuẩn bị sẵn nước trà và mâm đựng trái cây mẹ ngươi trở về lúc nào thế giọng nói thanh thúy của nguyệt phi nhan vang lên cô mặc đồ ngũ hào hứng chạy vào chính sảnh nguyệt thấm lan quay đầu liếc con gái một cái nói với giọng điệu lười biếng trở về được một hồi rồi mẹ có mệt lắm không nguyệt phi nhan thăm dò quan sát khuôn mặt của mẹ nguyệt thấm lan buồn cười liếc nhìn con gái hơi nhướng mày hỏi còn tốt ngươi đột nhiên săn sóc như vậy là có chuyện gì à nguyệt phi nhan ngây thơ nói không có chuyện gì nha chỉ là hôm nay ta đi thăm nhà của Tiểu Lan, mẹ của nàng ấy đã hoàn toàn khôi phục rồi, đã có thể đứng lên đi lại như bình thường. Vậy là tốt rồi. Đôi mắt màu xanh nước biển của Nguyệt Thấm Lan lóe sáng, Tô Nhi đã bình phục, vậy nghĩa là vệ ấu Lan có thể bắt đầu đi làm lại. Nguyệt Phi Nhan Thanh Thúy nói. Tiểu Lan nói với ta là ngày mai sẽ trở về cục quản lý, nhờ ta nói một tiếng với ngươi. Ta biết rồi. Nguyệt Thấm Lan lập tức vui vẻ, xem ra lượng công việc của cô lại có thể giảm bớt một chút rồi trong một giam khu vực trung ương giao tây lão giả và tên người hầu bị giam giữ cùng nhau trên tay và chân đều bị đeo lên gông cùng làm từ thép tím bên trong gông cùng thép tím được khắc mười mấy loại ma pháp trận có tác dụng ức chế sức lực ma lực và năng lực thức tỉnh của người đeo nó người mang gông cùng thép tím sẽ trở nên yếu ớt hơn cả người bình thường ma lực sẽ bị phong ấn năng lực thức tỉnh cũng không cách nào thi triển được Giao Tây nhìn gông cùng trên tay mình, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, run rẩy nói. Ông nội, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai hả? Lão giả trợn mắt. Hiện tại hắn ước gì có thể một tác đập chết cháu gái, theo như hắn thấy, nếu như không phải bởi vì cháu gái đắc tội với một lương thì kết cục của bọn họ cũng sẽ không trở thành như vậy. Đôi mắt của Giao Tây trợn to, trong mắt đầy vẻ khó mà tin được, thốt lên. Ông nội, ngươi quát ta đáy mắt của tên người hầu vẫn luôn ở bên cạnh hiện lên một tia trào phúng lúc này là lúc nào rồi mà cô ta vẫn còn tự cao tự đại lão giả lạnh lùng nói câm miệng là do bình thường ta quá cưng chiều ngươi cho nên mới làm cho ngươi biến thành dáng vẻ như bây giờ ông nội ngươi thay đổi hai mắt của dao tây đỏ bừng da mặt của lão giả rung lên vài cái đè nén lửa giận trong lòng khàn khàn nói Ngươi nghĩ biện pháp cầu xin một lương tha thứ đi, bằng không thì sẽ không ai nuông chiều ngươi nữa đâu. Giao tay cắn răng, lạnh lùng nói. Người đó chính là kẻ điên, hắn căn bản không đặt quý tộc ở trong lòng, tại sao ta phải cầu hắn tha thứ chứ? Bang! Lão giả không khỏi giơ tay lên cho cháu gái một tác, tức giận nói. Nếu như không phải ngươi nói không lựa lời đắc tội một lương thì chúng ta sẽ không cần bị nhốt ở đây rồi. Giao tay há to mồm, Nhìn lão giả với ánh mắt không thể tin, từ nhỏ đến lớn, đây lần đầu tiên cô bị người khác đánh. Người hầu đứng bên cạnh lạnh nhạt nhìn hai ông cháu, trong lòng vô cùng hả hê. Lão giả tức giận nói: "Chúng ta không thể rời khỏi đây, ngươi chính là phạm nhân, không ai sẽ ưu đãi ngươi bởi vì ngươi là quý tộc." Người hầu thấp giọng nói: "Tiểu thư, ngươi đánh người là sẽ bị tống vào ngục giam, không phải dùng tiền là có thể giải quyết được, lần này ngươi nhất định phải ngồi tù rồi." Ngươi cầm miệng, dao tay thét chói tai, khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, trong lòng lại luống cuốn. Cô không muốn ngồi tù, vừa nghĩ tới cảnh tượng bản thân sẽ bị nhốt trong ngục giam, trên mặt cô lập tức bị thần sắc hoảng sợ bao phủ. Người hầu tiếp tục nói. Ngươi không chỉ đánh người, toàn bộ hành vi phạm tội cộng lại ít nhất phải phạt tù 10 năm, còn phải phạt tiền. Hắn đã đọc xong bản hiến pháp, ít mức hình phạt cân nhắc của toàn bộ tội ác được đề cập bên trong đây không phải là sự thật sắc mặt của giao tây càng thêm tái nhợt người hầu nở nụ cười lạnh lùng nói với vẻ mặt khoái trá tiểu thư lúc ngươi ra tay chẳng lẽ không nghĩ đến kết quả này sao hắn hận giao tây vô cùng nếu như không phải do cô ta thì hắn cũng sẽ không cần bị nhốt ở đây nam nhân lại nghĩ tới cuộc sống trước kia ngày thường có chút không thuận theo ý cô ta thì động một tí là đánh chửi sống chẳng khác gì nô lệ không có nhân quyền theo ta thấy thì ngươi là đáng đời. Người hầu nhếch miệng cười. Hắn nói với giọng điệu hung ác. Nếu như không phải do ngươi thì cuộc sống của ta sẽ không hỏng bét như bây giờ. Giao tây thét chói tai. Câm miệng, đồ hạ nhân hèn mọn, chú ý thân phận của mình đi. Người hầu giận quá hóa cười, nói. Ha ha, người câm miệng là ngươi mới đúng, ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần rồi, không được sằng bậy ở vương quốc huyền vũ nhưng mà ngươi đâu có nghe, hiện tại mới phải nhận kết quả như bây giờ sắc mặt của giao tây rất khó coi chỉ có thể la hét cầm miệng ngươi cầm miệng lại cho ta ha ha hiện tại thì tốt rồi ngươi ngồi tù ta cũng có thể được tự do người hầu lạnh lùng cười nói giao tây lộ ra vẻ mặt như điên cuồng nói đừng quên là ngươi cũng ra tay ngươi đừng ở đó mà đắc ý người hầu liếc nữ nhân nhàn nhạt nói ta chỉ nghe theo lệnh của ngươi mới ra tay huống hồ ta cũng thương tổn đến hai nữ nhân kia chỉ là tội đánh người mà thôi cao nhất là phạt tiền và ngồi tù hai năm đồng tử của lão giả co rút lại nói vậy ta thì sao đại khái cũng giống như ta người hầu thuận miệng nói lão giả nghe vậy trong lòng thở vào nhẹ nhõm chỉ cần mình không phải ngồi tù thì cái gì cũng dễ nói ông nội không thể như vậy ta không muốn ngồi tù Giao Tây luống cuốn, vội vươn tay bắt lấy cánh tay của lão giả. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói, hừ, yên tâm đi, chờ ngươi ra tù thì ta sẽ tới đón ngươi. Ông nội, ngươi muốn từ bỏ ta sao? Trên mặt của Giao Tây lộ ra thần sắc khó có thể tin. Lão giả nhẫn nhịn khuyên nhủ, ngươi ở trong ngục giam đừng có đắc tội với người khác nữa, nếu không thì sẽ bị giam giữ lâu hơn. Bất kể nói thế nào đi nữa thì Giao Tây vẫn là cháu gái của mình trong lòng hắn vẫn không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Không, không, ta không muốn ngồi tù. Giao tay lộ ra dáng vẻ cái gì cũng không nghe lọt tai, chỉ biết lắc đầu vô năng cuồng nộ. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân truyền đến, ly nguyệt mặt khôi giáp U Linh đi tới. Cô nhìn chăm chú vào ba người trong phòng giam, lạnh nhạt nói. Nếu còn ầm ĩ thì đừng trách ta cắt lưỡi của ngươi. Lời nói lạnh lùng của cô gái tóc trắng làm cho giao tây hoảng sợ im bặt, biết đối phương không phải đùa giỡn, cô ta thật sự sẽ cắt lưỡi của mình. Ly Nguyệt Lạnh lùng liếc cô một cái rồi cất bước đi vào sâu bên trong ngục giam. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trong 3 ngày hội đấu giá diễn ra, cô đã mang theo bộ đội đặc chủng U Linh bắt không ít người phạm pháp, có người đến bây giờ vẫn còn bị giam giữ ở đây. Ly Nguyệt đi rồi, giao Tây An tĩnh một hồi, nhưng bởi vì quá sợ hãi cho nên cô không khỏi khóc nức nở. Hu hu hu, ta không muốn ngồi tù. Giao Tây khóc rất khó coi, nước mắt nước mũi giàn giụa, hoàn toàn không có dáng vẻ của tiểu thư quý tộc. Câm miệng, đừng ồn ào nữa. Lão giả gầm lên một tiếng. Lúc này, hắn ước gì có thể bóp chết đứa cháu gái này, trước đây cưng chiều bao nhiêu thì hiện tại lại ghét bỏ bấy nhiêu. Giao Tây khẩn cầu nói: "Ông nội, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." Ha ha ngươi chỉ là sợ hãi mà thôi người hầu nở nụ cười lạnh lùng nói trúng tim đen của đối phương giao tây trừng mắt nhìn hắn câm miệng ai cho phép thứ tiện nô như ngươi nói chuyện với ta biết ngay mà bản tính của ngươi đâu thể nào dễ dàng thay đổi như vậy được người hầu biểu môi trong lòng hắn đã có dự định khi nào được thả ra khỏi ngục giam thì sẽ rời xa đám người giao tây tìm một thành phố nhỏ để sinh sống Nam nhân vốn định chuyển đến ở vương quốc huyền vũ sống, nhưng nhớ tới lời nói của một lương, bọn họ đã bị vương quốc huyền vũ cho vào sổ đen, chờ sau khi kết thúc giam giữ thì sẽ bị trục xuất khỏi vương quốc huyền vũ. Đáng chết! Người hầu nghĩ tới đây thấp giọng thầm mắng một câu. Trong phòng giam quanh quẩn tiếng khóc của Giao Tây, chuyện này làm cho không ít tội phạm bực bội, chờ giám một tuần tra đi qua, cả đám rối rít lên tiếng nhục mạ Giao Tây. Ngươi câm miệng cho ta, còn dám ầm ĩ nữa thì ta cắt lưỡi của ngươi. Đúng vậy, khóc lóc ồn ào khiến ta đau đầu. Các phạm nhân tức giận quát lớn. Giao Tây bị giật mình, những phạm nhân kia đều là thứ liều mạng, ô ngôn uế ngữ gì cũng dám nói. Cô che miệng lại, ngăn không cho tiếng khóc truyền ra ngoài, trong lòng ân cần thăm hỏi cả nhà đám tội phạm nơi này. Rầm rầm rầm. Tất cả yên lặng cho ta, muốn chết phải không? giám mục nghe được động tĩnh đi tới, đập cung cảnh sát trong tay bang bang. chẳng mấy chốc thì trong ngục giam an tỉnh lại, chỉ có tiếng khóc thúc thít nho nhỏ của thiếu nữ. giám ngục mắt lạnh nhìn cô, hắn đã nghe nói hành vi tội ác của giao tây, cho nên không hề cảm thấy thương hại cô chút nào, tất cả đều đáng đời. khu dân cư chủ thành, ở nhà của vệ ấu lan, tô nhi đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn chồng và con gái ăn mặc chỉnh tề, trên mặt cô lập tức hiện ra ý cười nói được rồi hai người mau trở về làm việc đi ta cũng phải đến nhà xưởng làm việc đây các vết thương trên người cô đã biến mất cơ thể khôi phục như bình thường cho nên hôm nay cô sẽ trở về tiếp tục làm việc vệ ấu lan và vệ cảnh cũng giống vậy hôm nay bọn họ sẽ đi về làm việc tuy rằng vẫn còn một ngày nghỉ nhưng hai người không muốn tiếp tục rảnh rỗi chủ yếu nhất là tô nhi vẫn luôn thúc giục đã để bệ hạ phí tâm như thế rồi bọn họ nhất định phải làm việc càng chăm chỉ hơn mới được vệ ấu lan nghiêm túc đề nghị mẹ hay là ngươi nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi đúng vậy công việc của ngươi cũng không vội có thể nghỉ ngơi thêm một chút mà khi nào khỏe hẳn thì hãy đi làm vệ cảnh dịu dàng khuyên nhủ cô nhi xua tay cười nói các ngươi không cần nói nữa cơ thể ta rất tốt nằm một chỗ quá buồn chán không bằng trở về làm việc vệ cảnh ôn hòa nói hôm qua mới khôi phục ngày hôm nay lại đi làm việc ta sợ ngươi sẽ không chịu nổi không đâu đích thân bệ hạ ra tay chữa trị cho ta sao lại có chuyện không chịu nổi được ngươi yên tâm đi tô nhi cười tươi như hoa nói cô thúc giục chồng và con gái đi thôi đi thôi cả nhà chúng ta cùng ra ngoài nào vệ cảnh và con gái liếc nhìn nhau trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng xem trạng thái tinh thần của tô nhi rất tốt trong lòng lại yên tâm hơn chút vệ ấu lan dặn dò mẹ nếu như cơ thể khó chịu thì nhớ nghỉ ngơi, cũng phải nói cho ta biết trước tiên, được chứ? Đã biết mà, yên tâm đi. Tô Nhi gật đầu đáp. Nhớ kỹ đó. Vệ ấu lan cường điệu lần nữa. Tô Nhi cười vài tiếng, dặn dò. Ta nhớ rồi, ngươi đừng nói nữa, mau trở về công tác đi, nếu nhìn thấy bệ hạ thì thay ta cảm ơn hắn. Tốt. Vệ ấu lan bất đắc dĩ đáp, đi cùng với cha tới cục quản lý chỗ làm việc của hai người là thuận đường vệ cảnh muốn đi khu vực trung ương mượn dùng cửa truyền tống trở về sơn hải quan vệ ấu lan thì đến cục quản lý chủ thành đều ở cùng một hướng tô nhi nhìn chồng và con gái đi xa mới cưỡi xe đạp rời đi cô ngâm nga bài hát tâm trạng vui vẻ không gì sánh được trải qua đau đớn mới khiến cô hiểu thêm cuộc sống bây giờ là tốt đẹp đến nhường nào bên kia vệ ấu lan trở lại cục quản lý chủ thành những người quen thấy cô đều phất tay chào hỏi a à, tiểu lan đã trở về rồi tiểu lan mấy ngày không gặp ta rất nhớ ngươi tiểu lan thư ký đại nhân dặn ta là khi nào ngươi đến thì bảo ngươi đi tìm nàng ta biết rồi vệ ấu lan hàn huyên vài câu với mọi người rồi đáp một tiếng đi lên lầu hai cộc 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 vệ ấu lan đi tới bên ngoài phòng làm việc của nguyệt thấm lan hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái rồi giơ tay lên gõ cửa phòng cộc 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 thấm lan đại nhân ta đã trở về. Cô nói. Vào đi. Giọng nói ưu nhã của Nguyệt Thấm Lan truyền ra. Cọt kẹt. Vệ ấu Lan đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Nguyệt Thấm Lan đang ngồi ở trên ghế dựa mềm lật xem văn kiện, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Nguyệt Thấm Lan ngước mắt nhìn lại, ưu nhã hỏi. Thế nào rồi, người nhà của ngươi không sao chứ? Vệ ấu Lan ngoan ngoãn đáp. Không sao, khiến Thấm Lan đại nhân phải lo lắng rồi nguyệt thấm lan gật đầu một ưu nhã hỏi vậy là tốt rồi hôm nay ngươi đã điều chỉnh sang trạng thái để làm việc chưa rồi vệ ấu lan cung kính nói từng như vậy ta giao chuyện này cho ngươi phụ trách nguyệt thấm lan nói xong thì đưa ra một phần văn kiện vệ ấu lan nhận lấy đọc sơ qua là chuyện giao tây bắt nạt hai vị dân thường trước mặt mọi người nguyệt thấm lan ưu nhã nói ngươi đến một giam khu vực trung ương một chuyến đối chức hành vi phạm tội với bọn họ sau xác định rõ ràng thì an bài tòa án chọn thời gian mở phiên tòa gì gì đó những chuyện này trước đây ngươi đều làm qua rồi án kiện lần này phải làm thành việc điển hình để coi như là một lời cảnh cáo cho đám người quý tộc kia vâng ta sẽ đi ngay bây giờ vệ ấu lan ngoan ngoãn gật đầu nguyệt thấm lan dặn dò từng khi nào xong việc buổi tối nhớ trở về khu vực trung ương ăn cơm tất cả mọi người đều rất nhớ ngươi Vâng. Vệ ấu lan cười tươi như hoa đáp. Cô cầm văn kiện rời đi phòng làm việc, vui vẻ đi ra cục quản lý chủ thành, chuyển bước về phía khu vực trung ương. Cộp cộp cộp. Nửa giờ sau, vệ ấu lan tiến vào khu vực trung ương, quen cửa quen nẻo đi tới ngục giam. Sau khi hộ vệ trung ương trong coi ngục giam kiểm tra thân phận và văn kiện thủ tục xong xuôi thì mới thả thiếu nữ đi vào. Cộp 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 cô tìm được giám mục và nói ra ý đồ đến đây sau đó đưa ra các loại văn kiện giám mục mới dẫn đường cho cô trong phòng giam giao tây ôm chân co ro ngồi dựa vào tường lão giả và người hầu cũng là như vậy trên người bọn họ mang theo gông cùng thép tím không có ai vượt ngục thì bọn họ không ra được cộp cộp có tiếng bước chân truyền đến giám mục dừng lại bên ngoài cửa phòng giam lấy chìa khóa mở cửa lao làm cho vệ ấu lan có thể đi vào có kép tiếng cửa mở làm cho đám người giao tay lên tinh thần dùng dập nước mắt nhìn lại thấy vệ ấu lan tiến vào trong lòng cả ba vừa nghi ngờ vừa sợ hãi thiếu nữ đã đọc chuyện xảy ra trên văn kiện trong lòng nắm chắc việc phán định tội ác đối với ba người vệ ấu lan run run văn kiện trong tay lạnh nhạt nói lưu nhị sau đây ta sẽ tiến hành định ra hành vi phạm tội của ngươi người hầu tên là lưu nhị hắn vừa nghe tội danh của mình vừa khẩn trương nhìn về phía thiếu nữ mấy lần mở miệng muốn thanh minh cho bản thân nhưng đến cuối cùng vẫn là từ bỏ ý niệm này cô lạnh nhạt hỏi ngươi có vấn đề gì đối với lời nói của ta không có có thể không ngồi tù không lưu nhị sốt ruột hỏi không thể vệ ấu lan hờ hững đáp lưu nhị hết chỗ nói rồi nếu không thể vậy còn bảo hắn hỏi cái gì giao tay nghe xong toàn bộ hành trình cơ thể đều run rẩy nữ nhân này tới đây để hỏi tội sao vệ ấu lan nhìn về phía giao tây ánh mắt càng lạnh hơn giao tây ngươi ra lệnh lưu nhị công kích dân chúng vô tội còn tự mình ra tay đánh người khiến cho khắc lai mạng nứt xương đầu gối lời nói của vệ ấu lan giống như một con dao nhọn ghim vào trong người giao tây làm vẻ mặt của cô ta trắng bệch như tờ giấy vệ ấu lan lạnh giọng hỏi ngươi phạm vào tội cố ý gây tổn thương tội vũ nhục tội gây hấn và nhiều tội danh khác ngươi có nghi vấn gì về lời nói của ta không không có ta không có giao tây hốt hoảng nói rất tốt không có là được rồi vệ ấu lan hài lòng gật đầu giao tây sửng sốt một chút sau đó mới phản ứng lại vội vàng giải thích a à a à, ý của ta là ta không có phạm những tội này không phải là nói không có nghi vấn vệ ấu lan hờ hững đáp câm miệng ngươi có nghi vấn thì cũng câm miệng lại cho ta những hành vi phạm tội của ngươi mà ta đọc vừa rồi đều đã được quần chúng xác định ngươi không vô tội không thể nào giao tay lắc đầu liên tục đôi môi run rẩy vệ ấu lan không để ý ánh mắt lên án của đối phương cô lại nhìn về phía lão giả cũng tuyên đọc tội của hắn ta sẽ bị nhốt trong bao lâu lão giả vội vàng hỏi vệ ấu lan thu hồi văn kiện bình tĩnh nói ngày mai sẽ mở phiên tòa xét xử chính thức tuyên án tội của các ngươi, đến lúc đó các ngươi sẽ biết mình phải bị nhốt trong bao lâu. Cô không ở lại lâu trong trong phòng giam, sau khi thẩm tra đối chiếu hết hành vi phạm tội thì nhanh chóng xoay người rời đi. Cọt kẹt. Cánh cửa ngục giam chậm rãi đóng lại, lưu lại đám người lưu nhị rơi vào khủng hoảng một lần nữa. Đại lục cũ, dưới tầng mây xám lạnh mênh mông, phi thuyền vận chuyển khổng lồ chậm rãi đi tới trước. Cầm vũ đứng ở đầu thuyền, đưa mắt nhìn vùng đất ở xa, nhẹ giọng lẩm bẩm phía trước là thành tương lai thì phải thành tương lai có cái gì đặc biệt sao tân tây ngáp một rời khỏi ghế dựa đặt bên cạnh không có gì đặc biệt cầm vũ nhàn nhạt nói đối với cô thì đặc biệt nhất chỉ có vương quốc huyền vũ ngoài trừ nó ra thì những tòa thành và vương quốc khác đều giống nhau tân tây chậm rãi gật đầu nói vậy thì chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây sớm hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi Ừm, ta cũng có dự định như vậy. Cầm vũ lên tiếng. Ánh mắt của cô lóe lên, thấy được hai bộ hài cốt khổng lồ trên đường chân trời xa xa, vì thế quay đầu ra lệnh. Chuẩn bị hạ cánh. Ông. Theo tiếng ra lệnh của cầm vũ, thủy thủ đoàn nhanh chóng khống chế phi thuyền vận chuyển bắt đầu giảm độ cao, bay về phía thành tương lai. Tân Tây hơi hít mắt lại, đồng dạng thấy được thành tương lai, hai bộ xương hung thú khổng lồ làm ký hiệu kia vẫn còn, không bị phá hủy trong lần thủy triều hư quỷ trước đó. Lúc này, thành tương lai không còn thái bình nữa, đã không có cảnh tượng thương nhân hành hoang ra vào náo nhiệt như ngày xưa, hiện tại cửa thành to lớn bị đóng chặt. Vần quanh cả tòa thành tương lai là hai bộ hài cốt hung thú lớn, chúng nó đã chặn phần lớn thế tiến công của bầy hư quỷ bên ngoài, trên tường thành còn có bóng người đang chống chọi hư quỷ. Nếu như tiến gần lại xem thì sẽ phát hiện khuôn mặt của những người này đều không có biểu cảm ánh mắt trống rỗng như quả cầu thủy tinh, tứ chi trên người đều giống như được chấp phá từ đủ loại hung thú, thậm chí có người là sự kết hợp giữa xương và kim loại. Những sinh linh này đều là linh khí hình người, là sản vật từ kế hoạch linh khí cơ thể người của thành tương lai, đây là linh khí hình người đời thứ ba. Đáng chết, hư quỷ hôm nay còn nhiều hơn hôm qua. Sắc mặt của phong vũ khó coi, vội vàng khống chế linh khí hình người kích sát hư quỷ. Hắn là đại trưởng lão thành tương lai, có thể đồng thời khống chế 20 linh khí hình người một lúc, miễn cưỡng chặn thế tiến công của một lớp hư quỷ. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì thành tương lai sẽ bị hủy diệt mất. Chí Hải gầm nhẹ, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn là nhị trưởng lão thành tương lai, thực lực chỉ yếu hơn một chút so với phong vũ, nhưng mà cũng có thể khống chế gần 15 linh khí hình người cùng một lúc. Ngoại trừ hai vị trưởng lão thì còn có mấy chục tên chấp sự đứng trên tường thành, mỗi người khống chế khoảng 5 tên linh khí hình người, cùng nhau chống lại sự tấn công của lũ hư quỷ trong số linh khí hình người này có một bộ phận được chế tạo trước khi xảy ra thủy triều hư quỷ mà linh khí hình người đời thứ ba lại là sản vật sau khi thủy triều huyết nguyệt hư quỷ kết thúc vì chế tạo một nhóm linh khí hình người đời thứ ba này thành tương lai có thể nói là móc rỗng của cải hư quỷ ngóc đầu trở lại cộng với việc thành tương lai bị ép đóng cửa thành cắt đứt giao lưu với bên ngoài làm cho những thương nhân hành hoang không thể tiến vào thành Thành tương lai không có nguồn nước, nước uống đều dựa vào thương nhân hành hoang vận chuyển từ xa tới. Sau khi đột nhiên đóng cửa thành, người sinh sống người ở đây chỉ có thể dựa vào số nước tích trữ trước đó, thức ăn cũng giống như vậy. Chờ sau khi thức ăn nước uống đều tiêu hao hết, nếu vẫn còn chưa giải quyết được hư quỷ, như vậy người bên trong thành tương lai chỉ có thể chờ chết. Sắc mặt của Phong Vũ rất khó coi, hắn nhìn về phía hư quỷ kéo thành đoàn lại gần tường thành, trong lòng căng thẳng. Hắn đã là cường giả thực lực cấp 9 Nhưng khi đối diện với vô số hư quỷ lâu rồi Thì cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi Khiến nhiều còn có thể cắn chết voi huống chi là hư quỷ xuất hiện liên tục hết lớp này tới lớp khác Bây giờ người còn sống bên trong thành tương lai còn chưa tới 10.000 Đại bộ phận đều là người thường tay trói gà không chặt Những người có thực lực thì lúc này đã ở trên tường thành chống chọi hư quỷ rồi Thương mặt của Chí Hải trắng bệt, nói Phong trưởng lão, không thể cứ tiếp tục như vậy được nữa, ta sợ là chúng ta sẽ không ngăn nổi kiệt 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 lại một con hư quỷ nhào tới hắn vội vã khống chế linh khí hình người đi giải quyết đồng thời thi triển năng lực thức tỉnh khống chế từng cây trường mâu bắn ra kích sát hư quỷ đây là năng lực thức tỉnh của hắn khống chế vật thể bay lên phong vũ tức giận nói nhưng mà không còn cách khác dọn hết đám hư quỷ này trước rồi nói sau mười ngón tay của hắn vung lên hạ xuống liên tục 20 bộ linh khí hình người bắn ra ngoài, công kích hư quỷ không biết mệt mỏi. Nhóm linh khí hình người này đều có thực lực tương đương cao thủ cấp 7, nếu như không nhờ bọn họ thì thành tương lai đã sớm bị hư quỷ công phá từ lâu rồi. Chí Hải cắn răng cố gắng chống đỡ, ngày hôm qua hắn đối chiến với hai con hư quỷ cấp 8, mặc dù chiến thắng nhưng lại bị thương nặng, ngày hôm nay còn muốn đối mặt với mấy ngàn con hư quỷ, hắn cảm thấy mình sắp không chịu đựng được nữa. Sau khi thủy triều huyết nguyệt hư quỷ kết thúc, Thực lực của hắn đã đột phá một lần, chỉ kém một bước chân là sẽ lên tới cấp 9. Nhưng chênh lệch giữa cấp 8 và cấp 9 lại giống như hồng câu, hắn vẫn không cách nào đột phá được. Đáng chết. Chí Hải nổi giận gầm lên một tiếng, hai linh khí hình người bị hư quỷ xé nát. Tình huống của những người khác đều không lạc quan, từng bộ linh khí hình người bị hư quỷ phá hủy, khiến cho áp lực của bọn họ đột nhiên tăng vọt. Mọi người kiên trì một chút. Phong Vũ quát lạnh một tiếng, cơ thể bắn ra ngoài, bắt đầu đích thân chém giết hư quỷ cấp cao. Trong đám hư quỷ này còn có mấy con thực lực cấp 8, điều này làm cho vẻ mặt của phong vũ càng thêm khó coi. a à, giữa từng tiếng kêu gào thê thảm, năm tên chấp sự bị hư quỷ cấp 8 xé làm đôi, huyết nhục bị nó cho vào miệng nhấm nuốt. Kiệt kiệt kiệt. Hư quỷ cấp 8 nghe răng cười một tiếng, bắt đầu chuyển sang tấn công phong vũ. Sau khi hai bên giao thủ hơn trăm lần, Phong vũ mới gian nan kích sát được con hư quỷ kia, nhưng mà vết thương trên người lại nghiêm trọng thêm vài phần. Học học. Hắn thở hỗn hển, vết thương trên người rất nghiêm trọng, như vậy làm sao có thể chống chọi với lũ hư quỷ còn lại bây giờ. Đáng tiếc hiện thực không cho hắn nghỉ ngơi, dù bị thương thì vẫn phải tiếp tục chém giết hư quỷ, trong vòng 10 phút ngắn ngủi, linh khí hình người lại bị phá hư thêm 10 bộ. Linh khí hình người không ngừng giảm bớt, điều này làm cho vẻ mặt của đám người thành tương lai càng ngày càng khó coi thậm chí có thể nói là tuyệt vọng trên không trung cầm vũ nhìn chăm chú vào tình huống thành tương lai bên dưới vẻ mặt không thay đổi chút nào tân tây chắp tay sau lưng nói với giọng điệu không chút để ý xem dáng vẻ này chẳng mấy chốc nữa thì bọn họ sẽ bị diệt thành thôi cầm vũ suy nghĩ vài giây lạnh nhạt nói giúp bọn hắn một chút vậy Nhiệm vụ của cô là mang hai vị trưởng lão của thành tương lai trở về vương quốc huyền vũ, không thể để bọn họ chết ở đây được. Tùy ngươi thôi. Tân Tây nhún vai, nói không chút để ý. Cô không thấy hư quỷ cấp chính trở lên, cho nên không cần phải ra tay, một mình cầm vũ là có thể giải quyết. Cầm vũ ra lệnh. Giải trừ trạng thái ẩn hình. Vâng. Thuyền viên lên tiếng, vội vàng đi vào trong khoang thuyền. Ông một lát sau phi thuyền vận chuyển giải trừ trạng thái ẩn hình thân thuyền khổng lồ lập tức lọc vào tầm mắt đám người bên dưới đó là a chí hải thất thần bị hư quỷ cào cánh tay một phong vũ đánh bay con hư quỷ kia nhíu mày trầm giọng nói đó là phi thuyền vận chuyển của thành huyền vũ chí hải phun ra một nguồn máu tươi lùi lại vài bước rồi nói với giọng khàn khàn không bây giờ phải gọi là vương quốc huyền vũ mới đúng Lúc này bọn họ tới đây làm gì? Phong Vũ chớp mắt, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển hàng trăm lần, nhưng vẫn không tài nào đoán được người của vương quốc Huyền Vũ xuất hiện ở đây là định làm gì. Cầm Vũ nhìn chăm chú vào thành tương lai phía dưới, thông giọng nói. Nhắm vào hư quỷ, nã pháo. Vâng. Các thuyền viên vội vàng chạy đi truyền đạt mệnh lệnh. Cọt kẹt. Hơn 10 giây sau, linh khí đại pháo trên phi thuyền vận chuyển bắt đầu vận chuyển điều chỉnh miệng pháo nhắm ngay lũ hư quỷ xung quanh thành tương lai. Ông Sau tiếng ra lệnh, pháo thủ khởi động linh khí đại pháo. ầm 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 Từng viên đạn pháo và chùm tia sáng bắn ra, rơi chuẩn xác vào giữa đám hư quỷ, tiếng vang ầm ầm điếc tai nhất ốc liên miên không ngớt, ánh lửa phóng lên cao. Lũ hư quỷ gầm thét, từng con ngã xuống trong tiếng kêu thê lương bên trong đạn pháo chứa bí dược có thể làm suy yếu thực lực của hư quỷ sau khi đạn nổ tung thì bột thuốc được giải phóng bay ra ngoài và bám lên trên người hư quỷ cấp tốc suy yếu thực lực của chúng nó tốc độ tự lành cũng bị hạ thấp trên diện rộng ầm ầm tiếng gầm rú liên tiếp vang lên bầy hư quỷ ngã xuống một mảng lớn làm cho áp lực của những người thành tương lai giảm mạnh ầm ầm tiếng sấm nổ vang cầm vũ nhảy xuống khỏi phi thuyền vận chuyển tia chớp màu tím vần quanh người giống như thần minh giáng lâm nện vào giữa đám hư quỷ ti chớp màu tím nhảy lên từng cổ thi thể hư quỷ ngã xuống cầm vũ công kích rất bá đạo cô khống chế sấm sét đang thành lưới trong vòng mấy hơi thở đã giết chết trên trăm con hư quỷ trên tường thành trưởng lão chí hải và trưởng lão phong vũ lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên người của vương quốc huyền vũ đến đây để giúp đỡ à xèo xèo ti chớp màu tím xẹt qua trước mặt hai người cầm vũ đứng ở trên tường thành mắt lạnh nhìn chăm chú vào bọn họ. Cô lạnh nhạt nói, chỉ có một ít hư quỷ như vậy mà các ngươi cũng chống đỡ không được à. Khóe mắt của Chí Hải và Phong Vũ co giật một, có cảm giác bị mạo phạm. Cầm Vũ xoay cổ tay, ti chớp màu tím ngưng tụ thành ro da, lạnh nhạt nói. Đừng đứng ngay như phỏng nữa, mau chóng giải quyết đám hư quỷ này đi, ta tìm các ngươi có việc. Cô bỏ lại một câu rồi xoay người tập trung chém giết hư quỷ lần nữa phù phù phong vũ hít sâu mấy hơi mới không khiến mình tức giận mặt lạnh nhảy xuống tường thành chí hải biểu môi trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng có người của vương quốc huyền vũ hỗ trợ chống cự hư quỷ sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều ầm ầm trận chiến đấu này dằng co gần một giờ mới kết thúc toàn bộ hư quỷ vây công thành tương lai đều bị giết chết ông phi thuyền vận chuyển khổng lồ bắt đầu hạ xuống luồn khí tản ra làm cho mùi máu tươi và mùi khét tiêu tan cơ thể của chí hải lung lay một chút trận chém dép vừa rồi khiến hắn kiệt sức suýt nữa là đã té ngã trên mặt đất tình huống của phong vũ cũng không tốt hơn là bao toàn thân hắn ướt nhẹp bởi máu của hư quỷ cầm vũ gỡ mũ khôi giáp lôi đình mái tóc màu xanh xỏa xuống mắt lạnh nhìn về phía chí hải và phong vũ phong vũ nói với giọng khàn khàn cảm ơn các hạ đã ra tay tương trợ Chí Hải dựa vào tường thành ngồi xuống, cười khổ một tiếng nói. Nếu không có các ngươi thì thành tương lai xong rồi. Cầm vũ nhìn chăm chú vào hai người, râu mép vốn dĩ có màu hoa râm bây giờ đã bị máu của hư quỷ nhuộm đen, hoặc nhìn có vài phần thương cảm. Cô hờ hững nói. Lần này ta tới tìm các ngươi là vì bệ hạ cho mời các ngươi đến vương quốc huyền vũ một chuyến. Chí Hải và Phong Vũ ngạc nhiên, tại sao một lương lại đột nhiên muốn bọn họ đến vương quốc huyền vũ? Vì sao? Phong Vũ trầm giọng hỏi. Cơ mật, ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Cầm Vũ lạnh nhạt đáp. Chí Hải lạnh lùng cười một tiếng, đứng lên nói. Vậy không còn cách nào khác, chúng ta sẽ không đi. Tại loại thời điểm này, thành tương lai không thể thiếu chúng ta. Phong Vũ lạnh nhạt nhìn nữ nhân. Cầm Vũ ngắm nhìn xung quanh một vòng, lạnh nhạt nói. Có các ngươi hay không thì thành tương lai vẫn sẽ bị hủy diệt, đây chỉ là vấn đề thời gian. Phong Vũ và Chí Hải trầm mặt, bọn họ rất muốn phản bác nữ nhân nhưng trong lòng lại biết đối phương nói không sai. Cầm Vũ tiếp tục nói. Với tình huống hiện tại của các ngươi, không bao lâu nữa khi đàn hư quỷ tiếp theo sông đến thì thành tương lai tất sẽ bị phá hủy. ầm ầm. Giống như là nghiệm chứng lời nói của Cầm Vũ, hai bộ hài cốt khổng lồ cách đó không xa ầm ầm sụp đổ, các bụi mịt mù bay đầy trời, cả tòa thành tương lai sụp hơn phân nữa sắc mặt của chí hải càng thêm khó coi đã không có hài cốt hung thú bảo hộ hư quỷ muốn tiến công thành tương lai sẽ dễ dàng hơn nhiều ngươi xem đi cầm vũ hơi nhướng mày chí hải không khỏi phun ra một búng máu lớn hai mắt suýt nửa tối sầm ngất xỉu tại sao lại có thể như vậy chứ phong vũ cong eo nháy mắt già hơn mười mấy tuổi đây đại khái là báo ứng cầm vũ lạnh nhạt nói ánh mắt của cô rơi vào nhóm linh khí hình người từng đôi mắt trống rỗng vô hồn kia đã từng là những sinh mệnh tươi sống thành công của kế hoạch linh khí cơ thể người là xây dựng trên từng sinh mệnh sống phía sau sự thành công đó là hơn mấy chục triệu người chết đi cầm vũ không hề có chút hảo cảm nào đối với hai người trước mắt nhưng nếu một lương còn cần bọn họ thì cô sẽ mang cả hai trở về còn về việc sau khi trở lại vương quốc huyền vũ bọn họ sẽ gặp phải đãi ngộ gì thì cô không biết được rồi sắc mặt của chí hải và phong vũ rất khó coi hiển nhiên biết cầm vũ nói tới cái gì trong lòng phong vũ khẽ động nói không được bên trong thành tương lai vẫn còn có rất nhiều người nếu chúng ta đi rồi thì bọn họ chắc chắn phải chết có bao nhiêu người ở lại cầm vũ hờ hững hỏi chưa đến mười ngàn người phong vũ đáp với giọng khàn khàn sau khi hư quỷ xuất hiện lần nữa phần lớn người sinh hoạt trong thành tương lai đã lựa chọn rời đi đến vương quốc huyền vũ và căn cứ trung chuyển an toàn hơn. Sau khi hư quỷ tiến công thành tương lai, không có thương nhân hành hoang đưa tiếp tế, càng ngày càng có nhiều người lựa chọn ra đi, bởi vì không có nước và thức ăn, nếu lưu lại thì rất có thể sẽ chết. Cầm vũ suy nghĩ một chút, nói. Mười ngàn người à, vậy đều mang đi thôi. Cái gì? Đôi mắt của phong vũ trợn to. Cầm vũ bình tĩnh nói. Ở lại chỗ này cũng là chờ chết, không bằng đi vương quốc huyền vũ. Vương quốc huyền vũ đang thiếu nhân khẩu, cần rất nhiều người đi trồng trọt, chớ đừng nhắc tới bọn họ vừa mới xây nhiều nhà xưởng như vậy. Cộp cộp cộp. Tiếng bước chân truyền đến, Tân Tây nhìn chăm chú vào hai người phong vũ, ánh mắt kia giống như là đang nhìn hai người chết. Bọn họ không muốn đi à? Cô thuận miệng hỏi. Từng. Cầm vũ gật đầu một. Vậy đập gãy chân, trói trở về. Tân Tây lạnh nhạt nói. Cầm vũ gật đầu nhận đồng. Từng, như thế cũng tốt. Để ta. Tân Tây đi tới trước một bước, quy áp thánh giai khuếch tán và bao phủ về phía hai người phong vũ. Phốt. Phong vũ và chí hải hộp máu, cả người run bần bật, nhìn về phía Tân Tây với ánh mắt hoảng sợ. Chúng ta đi, hiện tại lập tức trở về thu dọn đồ đạc. Chí hải hốt hoảng nói hắn cũng rõ ràng mình không thủ được thành tương lai, mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng sống sót quan trọng hơn. Phong Vũ không phản đối, trong lòng đồng dạng hiểu rõ, sau khi bọn hắn đến vương quốc huyền Vũ thì địa vị xã hội sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí có thể bị coi như là tù nhân. Cầm Vũ bình tĩnh nói. Đi thôi, thuận tiện thông báo với người trong thành, ai muốn rời đi thì tới bên ngoài thành, trời vừa tối thì chúng ta lập sẽ tức rời đi. Ta biết rồi phong vũ mệt mỏi lên tiếng xoay người đi vào trong thành trong chính sảnh cung điện liên nguyệt nhìn về phía phòng làm việc hỏi mục lương còn chưa đi ra à vẫn chưa đã ba ngày rồi tiểu mật lắc đầu liên nguyệt nhíu mày lẩm bẩm nói không biết hắn đang bận rộn chuyện gì nữa sau khi rời khỏi yến hội Mục lương bước vào phòng làm việc cho tới bây giờ vẫn chưa đi ra ngày hôm sau mấy vị quốc vương tới bái phỏng mà hắn cũng không xuất hiện Mục lương không có mặt nguyệt thấm lan và hồ tiên đành phải cùng nhau tiếp kiến mấy vị quốc vương kia mặc dù đám người quốc vương không vui nhưng cũng không tiện nói cái gì dù sao thì hồ tiên nói cho bọn hắn biết là Mục lương đang bế quan tu luyện tuyệt đối không thể bị quấy rầy tiểu mật chớp mắt hỏi tiểu thư ly nguyệt có chuyện gì gấp sao Ly Nguyệt khẽ gật đầu nói Là chuyện về thành tương lai Nhưng mà cũng không tính là đại sự Cầm vũ muốn đón người dân của thành tương lai Về vương quốc huyền vũ Chuyện này vốn dĩ nên xin phép một lương một chút Nhưng hắn vẫn luôn ở lì trong phòng làm việc không ra ngoài Cuối cùng là Nguyệt Thấm Lan gật đầu quyết định chuyện này Ngoại trừ thành tương lai Thì kết quả tuyên án ba người giao tây và lưu nhị cũng đã có Giao Tây bị phán xử tù có thời hạn 10 năm 6 tháng và phạt tiền 300.000 đồng huyền vũ, bị xếp vào sổ đen, vĩnh viễn không thể bước vào vương quốc Huyền Vũ. Không thể bước vào vương quốc Huyền Vũ đồng nghĩa với việc cô ta không có duyên với mảnh đại lục khác. Muốn đi từ đại lục mới tới đại lục cũ, phương thức an toàn nhất hiện nay chính là ngồi phi thuyền vận chuyển. Một khi bị xếp vào sổ đen thì sẽ không được sử dụng tất cả hạng mục liên quan tới vương quốc Huyền Vũ, trong đó bao gồm phi thuyền vận chuyển, xe lửa, chuyển phát nhanh, vân vân ở đại lục mới. Lưu Nhị bị phán xử tù có thời hạn một năm, phạt tiền 10.000 đồng huyền vũ, đồng dạng bị xếp vào sổ đen. Ông nội của Giao Tây cũng bị phán xử tù có thời hạn một năm, phạt tiền 10.000 đồng huyền vũ và xếp vào sổ đen vương quốc huyền vũ, đồng thời sẽ không mở ra các hạng mục phục vụ thuộc vương quốc huyền vũ cho gia tộc của hắn. Sau khi phán quyết này được đưa ra thì tin tức nhanh chóng xuất hiện trên báo chí ngày hôm sau, đồng thời tiến hành thông báo toàn quốc, bị liệt là điển hình của điển hình. Vừa biết kết quả này, đám người vương thất quý tộc ở vương quốc huyền vũ đều yên tĩnh bắt đầu chân chính coi trọng hiến pháp của vương quốc huyền vũ miễn cho ngày nào mình phạm pháp bị bắt ngồi tù còn phải tiến hành thông báo toàn quốc vậy quả thật là rất mất mặt khi nghe tòa tuyên án giao tây ngồi ở ghế bị cáo sụi lơ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết liên nguyệt liếc nhìn cửa phòng làm việc thanh thúy nói khi nào một lương đi ra ngoài nhớ nói cho ta biết được rồi tiểu mật ngoan ngoãn gật đầu Liên Nguyệt rời đi không bao lâu thì Nguyệt Thấm Di bước vào cung điện. Đôi mắt của Tiểu Mật sáng lên, tò mò hỏi. Thấm Di đại nhân, sao hôm nay ngươi trở lại thế? Thế nào, ta không thể trở về à? Nguyệt Thấm Di trêu chọc hỏi. Tiểu Mật vội vàng lắc đầu nói. Dĩ nhiên là không phải. Trong mắt của Nguyệt Thấm Di hiện lên ý cười, hỏi. Đùa ngươi thôi, Thấm Lan có ở đây không? Tiểu Mật thở vào một hơi, lắc đầu đáp. Thấm Lan Đại Nhân đi cục quản lý chủ thành rồi, đến tối mới trở về. Ừm, nàng ấy lúc nào cũng bề bộn nhiều việc. Nguyệt Thấm Di nhún vai, ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Cô lại hỏi. Phi Nhan cũng không có ở đây à? Tiểu Mật lại gật đầu trả lời. Tiểu thư Nguyệt Phi Nhan đi căn cứ không quân, cũng là đến tối mới trở về. Đôi môi đỏ mọng của Nguyệt Thấm Di mấp máy, mỉm cười nói. Ta biết rồi vậy ngươi rót ly nước trái cây giúp ta vâng thấm di đại nhân chờ một chút tiểu mật ngoan ngoãn gật đầu xoay người vào phòng bếp một lát sau nàng đưa ly nước ép trái cây cho thấm di ực 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 nguyệt thấm di hơi ngửa đầu uống cạn nước trái cây gương mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn khi cô ở phim trường thì rất ít uống nước chớ đừng nhắc tới là nước trái cây có khi quá bận rộn thì ngay cả cơm cũng quên ăn cô từng có kỷ lục mỗi ngày chỉ ăn một bữa trong ba ngày liên tục tiểu mật nhận lấy ly rỗng thanh thúy hỏi thấm di đại nhân tối nay ngươi muốn ăn cơm ở cung điện sao nguyệt thấm di gật đầu nói từng ta nghỉ ngơi hai ngày trong lúc đó sẽ ở tại cung điện một tháng cô chỉ được nghỉ ngơi khoảng một hoặc hai ngày lúc đó đều sẽ trở về khu vực trung ương ngày thường thì đều ở lại phim trường làm đạo diễn đôi mắt đẹp của tiểu mật sáng lên dò hỏi thật tốt quá, buổi tối chúng ta ăn lẩu xào cay được chứ. Ta ăn gì cũng được. Nguyệt Thấm Di phất tay không chút để ý. Kịch bản trên tay đã quay chụp xong, lần này cô trở về là để lấy kịch bản mới, đồng thời nghỉ ngơi một chút, quan tâm tình huống sinh hoạt của em gái và con gái. Vậy ta đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Mật ngây thơ nói. Nguyệt Thấm Di gọi lại. Chờ một chút, Mục Lương có ở thư phòng không? tiểu mật lắc đầu nói bệ hạ không ở thư phòng ngài ấy đang vội chuyện gì đó trong phòng làm việc đã đi vào ba ngày rồi dặn là không ai được quấy rầy nguyệt thấm di hơi nhướng mày kinh ngạc nói ở phòng làm việc ba ngày hắn lại đang nghiên cứu linh khí gì mới lạ sao mỗi lần một lương ở trong phòng làm việc là y như rằng đang nghiên cứu thứ mới lạ ngoại trừ linh khí và ma cụ thì cũng có thể là nghiên cứu ma phát trận cái này ta không rõ lắm Tiểu mật thành thật đáp. Ừm, ngươi đi mau đi. Nguyệt thấm di hơi nâng cầm. Vâng. Tiểu mật ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi đến phòng bếp. Nguyệt thấm di ngồi trong chính sảnh một hồi, thấy không có người quen trở về, vì vậy đứng dậy đi tới thư phòng của Mục Lương, muốn nhìn xem có kịch bản tốt hay không. Cọt kẹt. Cô đẩy cửa thư phòng đi vào, An Kỳ đang quét dọn bên trong, nhìn thấy Nguyệt Thấm Di đi vào thì không khỏi sửng sốt một chút an kỳ trợn tròn hai mắt khiếp sợ hỏi thấm lan đại nhân ngài cắt tóc rồi sao nguyệt thấm di hơi nhướng mày buồn cười nói ta là chị của nàng ấy ngươi nhận lầm người rồi an kỳ ngẩn ngơ lúc này mới nhớ các tiểu hầu từng nói nguyệt thấm lan có một người chị song sinh cô đỏ mặt hành lễ thấm di đại nhân từng ngươi tiếp tục công việc của mình đi nguyệt thấm di ưu nhã cười cất bước đi tới long ỷ rồi ngồi xuống an kỳ đỏ mặt len lén quan sát nguyệt thấm di trong lòng cảm thán không thôi thì ra trên đời thật sự có hai người giống nhau như hai giọt nước nguyệt thấm di liếc nhìn thiếu nữ buồn cười hỏi thế nào trên mặt ta có nhọ nồi sao không không có an kỳ đỏ mặt vội vã cúi đầu tiếp tục quét tước thư phòng nguyệt thấm di buồn cười lắc đầu cầm lấy văn kiện trên mặt bàn rồi lật xem An Kỳ do dự một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng nhắc nhở. Thấm Di đại nhân, văn kiện này bệ hạ vẫn chưa đọc nha. Nguyệt Thấm Di chợt khựng tay lại, hơi nhướng mày nhìn về phía thiếu nữ, mỉm cười giải thích. Không sao, nếu nó đặt ở trên bàn thì có nghĩa là chúng ta có thể đọc, bằng không thì sẽ bị khóa lại. Nếu là văn kiện liên quan tới cơ mật, chính sách quy hoạch lớn hay đại loại như vậy thì sẽ được cho vào kho an toàn và khóa lại, chỉ có số ít người có thể đọc được khuôn mặt nhỏ của An Kỳ lại đỏ lên, cô vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm lời nào nữa. Ý cười nơi đáy mắt của Nguyệt Thấm Di càng đậm, trong lòng không tức giận, tiếp tục lật xem văn kiện, đây là báo cáo phát triển của vệ thành số 6. Cô chỉ lật hai trang đã không có hứng thú, nhanh chóng khép lại đặt một bên rồi tìm kiếm kịch bản khác. Cộp cộp cộp. Cung điện, khu vực trung ương. Hồ Tiên và Nguyệt Thấm Lan cùng nhau cất bước đi vào chính sảnh nguyệt thấm lan ưu nhã nói không biết mục lương đã xong việc chưa hai người đều mới xong việc đi trở về tình cờ gặp nhau ngoài cửa lớn khu vực trung ương vì thế vừa tán gẫu vừa trở lại cung điện hồ tiên quyến rũ nói không biết một khi hắn vội lên chính là biến mất khoảng vài ngày mới xuất hiện lại nguyệt thấm lan muốn nói gì đó thì nhìn thấy tiểu mật trong chính sảnh hỏi tiểu mật mục lương đi ra chưa thấm lan đại nhân bệ hạ còn ở phòng làm việc tiểu mật lắc đầu còn chưa làm xong à nguyệt thấm lan bất đắc dĩ thở dài hồ tiên cười quyến rũ nói dù sao hiện tại vương quốc huyền vũ cũng rất lớn vội một chút cũng không sao nguyệt thấm lan cười nhún vai cất bước đi tới thư phòng mũi của hồ tiên giật giật cô ngửi được mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp lập tức lắc eo đi về phía đó trong phòng bếp thanh vụ và các tiểu hầu gái khác đang bận rộn nấu nướng nguyên liệu nấu ăn lẩu xào cây đều đã chuẩn bị xong tiểu tử như là có cảm giác mà quay đầu lại ngây thơ nói hồ tiên đại nhân đêm nay ăn lẩu xào cây à hồ tiên hơi nhướng mày vâng ạ à, thấm di đại nhân đã trở về cho nên đêm nay chúng ta ăn lẩu xào cây tiểu tử cười tủng tỉm nói hồ tiên hơi nhướng mày nói thấm di đã trở về à vừa vặn ta đang định tìm nàng ấy nói chuyện đại sứ hình ảnh nguyệt thấm di vẫn luôn là đại sứ hình ảnh của vương quốc huyền vũ cứ cách một đoạn thời gian sẽ phải chụp ảnh tuyên truyền thấm di đại nhân vẫn còn ở trong thư phòng an kỳ nhỏ giọng nói đã biết các ngươi làm việc đi hồ tiên xoay người rời đi phòng bếp khi cô đi tới thư phòng thì nguyệt thấm di đang mỉm cười trò chuyện với nguyệt thấm lan cả hai kể cho nhau nghe những chuyện mới xảy ra trong khoảng thời gian gần đây hai người nói cái gì mà vui vẻ thế hồ tiên đẩy cửa mà vào đuôi hồ ly nhẹ nhàng vung lên cửa phòng đóng lại nguyệt thấm di thanh thúy đáp chúng ta đang nói chuyện phím ta nghe thấm lan nói hội đấu giá rất thành công kiếm lời không ít tinh thạch ma thú đúng là kiếm lời rất nhiều nhưng mà vẫn không đủ làm cho tiểu huyền vũ lại tiến hóa thêm lần nữa hồ tiên nói với vẻ mặt đáng tiếc nguyệt thấm lan trấn an loại chuyện này không gấp được một lương sẽ an bài tốt thôi Từng Hồ tiên mỉm cười rồi ngồi xuống Nguyệt thấm di quan sát cô gái đuôi hồ ly Trêu ghẹo nói Một đoạn thời gian không thấy Ngươi lại xinh đẹp hơn rồi Nào có Ta vẫn như vậy mà Bên trong đôi mắt màu đỏ rực của hồ tiên lóe sáng Thật mà Da dẻ tốt hơn nhiều so với trước đây Nguyệt thấm di cảm thán nói Ha 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 Ngươi cứ khen như thế sẽ khiến ta tin là thật đấy Hồ Tiên cười tươi như hoa nói Ba người mỉm cười hàng huyên một chút Trong lúc đó có nhắc tới chuyện đại sứ hình ảnh Thế là bọn họ lại mất nửa giờ để quyết định các loại công việc Cộp 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 Tiếng bước chân truyền đến Cửa thư phòng bị gõ vang Diêu Nhi Thanh Thúy nói Thấm Lan Đại Nhân Hồ Tiên Đại Nhân Bệ Hạ đã đi ra rồi Ba cô gái nghe vậy từng đôi mắt đồng thời sáng lên không hẹn mà cùng đứng dậy bước ra khỏi thư phòng trong các ngươi gấp gáp như vậy là có chuyện gì cần ta xử lý sao giọng nói trong trẻo vang lên mục lương đi vào trong chính sảnh đón nhận ánh mắt của chúng nữ nguyệt thấm lan giận trách không có chuyện gấp chỉ là lo lắng ngươi mệt nhọc ngất ở bên trong phòng làm việc thôi chuyện đó không thể nào mục lương cười một tiếng mấy ngày nay hắn rất bận rộn vội vàng chế tạo linh khí phát sóng trực tiếp chuẩn bị dùng cho hội nghị thánh địa trực tuyến. Hồ Tiên quan sát Mục Lương, quyến rũ nói: "Cả người của ngươi đầy tro bụi, mau đi tắm rửa đi." "Ừm, ta đi tắm một." Mục Lương mỉm cười gật đầu. Hắn chế tạo linh khí phải xử lý rất nhiều tài liệu ma thú và hung thú, khó tránh khỏi sinh ra rất nhiều bụi và mảnh vụn. Khi Mục Lương tắm rửa thay quần áo xong đi ra, cơm tối vừa vặn lên bàn. "Bệ hạ, có thể dùng bữa." nhóm tiểu hầu gái cùng hô lên mục lương gật đầu một ngồi xuống hỏi ta ở trong phòng làm việc mấy ngày rồi mấy ngày nay hắn vùi đầu nghiên cứu linh khí và ma pháp trận căn bản không lưu ý đến thời gian an kỳ ngoan ngoãn nói hôm nay là ngày thứ ba mục lương hơi nhướng mày quay đầu hỏi ba ngày nhóm quốc vương kia đã tới chưa nguyệt thấm lan ưu nhã nói đã tới ta và hồ tiên tiếp đãi Bọn họ nói gì? Mục lương nói rồi cầm đũa lên, bắt đầu thưởng thức cơm tối. Ba ngày nay hắn không ăn không uống, cũng may cơ thể đủ cường tráng, một tháng không ăn uống vẫn không có gì. Nguyệt Thấm Lan Thanh Thúy nói. Những thứ này để tối nay lại nói đi, ta đã viết thành báo cáo đặt ở thư phòng rồi. Ừm, tốt. Mục lương chậm rãi gật đầu. Mục lương, ngươi ở phòng làm việc bận rộn cái gì thế? Mễ nặc nghiêng đầu tò mò hỏi nghiên cứu linh khí mới một lương thuận miệng lên tiếng mễ nặc chớp chớp đôi mắt xanh lam tò mò hỏi linh khí mới dạng gì nha linh khí phát sóng trực tiếp một lương miễn cười đáp nó dùng để làm gì ngải lị na cũng tò mò hỏi một lương giới thiệu sơ lược đương nhiên là dùng để phát sóng rồi có thể kết nối với tivi để gọi video trực tuyến thời gian thực trước đó vì mở rộng tivi một lương đã lắp dây vô tuyến ở hai bên đại lục cũ và mới có thể rút ngắn khoảng cách truyền tín hiệu lần này hắn chế luyện linh khí phát sóng chính là mượn những dây vô tuyến này để phát sóng trực tiếp thời gian thực mà độ trễ trong lúc truyền phát video rốt cuộc như thế nào thì cần phải thí nghiệm thực tế mới biết được nhưng hắn có thể khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với trùng cộng hưởng a à, nghe có vẻ giống như truyền hình trực tiếp lần trước ngãi lị na chớp mắt nói trước đây khi cử hành đại điển kiến quốc thì bọn họ từng phát sóng trực tiếp một lần làm cho căn cứ trung chuyển tại đại lục cũ xa xôi cũng có thể nhìn đến hình ảnh ở hiện trường từng nó có tác dụng tương tự như vậy nhưng mà phát sóng trước đó quá phiền phức cần dùng đến tv và máy quay phim hai thứ linh khí này đều quá lớn tính ổn định cũng không quá tốt mục lương giải thích ngãi lị na suy đoán nói cho nên ngươi muốn chế tạo một món linh khí khác nhỏ hơn và ổn định hơn Ừm, ngươi nói không sai. Một lương vương tay khẽ lật, lấy ra một món linh khí bằng phẳng trông rất giống máy tính để bàn ở Lam Tinh, nhưng mà đồ vật trên tay hắn càng dẹt hơn chút. Linh khí phát sóng dài 40cm, rộng 30cm, chính diện là một khối lưu ly bóng loáng, mặt trái được thảm nạm 6 viên tinh thạch ma thú. Tỉ mỉ quan sát còn có thể phát hiện trong tinh thạch ma thú có ma pháp trận, hơn nữa không chỉ một. Đây chính là linh khí phát sóng à, thoạt nhìn thật nhỏ gọn mẻ nặc tò mò quan sát. Mục lương ôn hòa nói. Mặc dù nhỏ nhưng bên trong lại tập hợp 12 ma pháp trận đấy, trong đó có 3 ma pháp trận cấp 8. Ngải lị na hít hà một hơi, nói. T, linh khí như vậy chỉ có một mình ngươi mới chế tạo được thôi. Mục lương cười khổ một tiếng nói. Tiếp theo phải nhờ Lam Khê giúp một tay, cần mau chóng sản xuất một nhóm đi ra rồi đưa đến mỗi vương quốc và đại thành. Đúng là nên làm gấp, mở họp càng sớm càng tốt. Nguyệt Thấm Lan gật đầu một. Nguyệt Phi Nhan nghiêm mặt nói. Nói như vậy chúng ta phải đưa mấy món linh khí này miễn phí cho đám người thành chủ kia sao? Hồ Tiên lập tức nói không chút do dự. Chuyện đó không thể nào, chờ tới lúc hội nghị thánh địa kết thúc thì chúng ta sẽ thu hồi toàn bộ, nếu bọn hắn muốn thì phải bỏ tiền mua. Đúng vậy. Mục Lương nhìn về phía cô gái đuôi hồ ly với ánh mắt thưởng thức. Sau bữa ăn tối, Mục Lương trở lại thư phòng. Hai chị em Nguyệt Thấm Lan và Nguyệt Thấm Di đi vào theo, bắt đầu hội báo công tác trong khoảng thời gian này. Nguyệt Thấm Di Thanh Thúy nói, hiện tại có 6 bộ phim điện ảnh đang quay chụp, phim truyền hình cũng có 4 bộ, một khi hoàn thành thì sẽ không có kịch bản mới. Nhanh như vậy sao? Mục Lương ngạc nhiên. Nguyệt Thấm Di nhún vai một nói, hiện tại có 13 vị đạo diễn, 8 người trong đó am hiểu phim điện ảnh, năm người am hiểu phim truyền hình kịch bản ít như vậy đương nhiên là không đủ rồi từng đó là một vấn đề một lương rơi vào trầm tư nguyệt thấm lan ưu nhã nói với chị gái kịch bản mới đang được gom góp ngày mai ta sẽ sai người đưa tới đây vừa vặn ngươi đang nghỉ ngơi có thể tự sàng lọc xem cái nào thích hợp từng thế cũng tốt nguyệt thấm di đang nghe truyện trên tv audio cv gật đầu một đôi mắt màu xanh nước biển của nàng lóe sáng trên mặt lộ vẻ mong đợi hỏi mục lương ngươi có viết kịch bản mới không cô vẫn thích nhất kịch bản do mục lương viết nội dung đặc sắc lại tràn ngập sự thú vị còn có thể ẩn chứa rất nhiều đạo lý nhân sinh khụ khụ dạo gần đây ta hơi bận một chút còn chưa có viết xong kịch bản mới ánh mắt của mục lương lấp lóe trong đầu hắn có rất nhiều câu chuyện viết ra chỉ là vấn đề thời gian nguyệt thấm di lại hỏi được rồi vậy lúc nào ngươi mới có thể viết xong mục lương suy nghĩ một chút ông hòa đáp hẳn là trong vòng hai ngày này đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi hai quyển kịch bản phim điện ảnh mới thật tốt quá ta vừa vặn nghỉ ngơi hai ngày thật chờ mong đọc kịch bản mới của ngươi đôi mắt của nguyệt thấm di lập tức sáng ngời mục lương nói có ý riêng thật ra bồi dưỡng nhóm biên kịch viết kịch bản cũng không tệ đâu nguyệt thấm di nghiêm mặt nói đúng là có người viết không tệ, nhưng đều không tốt bằng ngươi. Mục lương cảm thấy buồn cười, vậy thì không còn cách khác, hắn đành phải nhính chút thì giờ viết kịch bản vậy, trước khi bồi dưỡng nhóm biên kịch ra hồn thì hắn sẽ lo liệu chuyện này. Phim điện ảnh là con đường văn hóa đối ngoại của Vương quốc huyền vũ, vì sao Vương quốc huyền vũ lại nổi danh như vậy, phim điện ảnh và phim truyền hình chiếm hơn phân nửa công lao. Nguyệt Thấm Di cảm thán nói ta vẫn đang chiêu mộ biên kịch mới, hy vọng có thể tuyển được vài người có tài. Biên kịch là việc chiêu mộ thời gian dài, chỉ cần có tài hoa có thể viết ra kịch bản tốt thì lương bổng đãi ngộ mỗi tháng sẽ không thấp hơn 2.000 đồng huyền vũ. Nếu như viết kịch bản hay và mới lạ thì còn sẽ được cấp một bộ nhà ở miễn phí. Nguyệt Thấm Di cảm thán nói. Nếu như mỗi người đều giống như một lương, đảo mắt một vòng là có thể viết ra kịch bản thì tốt rồi, như vậy ta sẽ không cần lo lắng không có kịch bản để quay nữa mục lương buồn cười nói kịch bản chỉ cần đảo mắt một vòng là viết ra được có thể sử dụng sao nguyệt thấm di cười đáp cái này thật đúng là khó mà nói trước được mục lương ôn hòa nói đừng nóng vội từ từ rồi sẽ đến thôi phim điện ảnh và phim truyền hình quan trọng nhất là chất lượng mà không phải số lượng nguyệt thấm di như suy nghĩ gì đó nói ngươi nói đúng ta phải chăm chỉ mài dũa kỹ thuật hơn. Ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Mục lương mỉm cười gật đầu. Lúc này đến phiên Nguyệt Thấm Lan báo cáo, nàng nói với thần sắc nghiêm túc. Ta có chuyện muốn nói, liên quan tới thành tương lai. Bắt được phong vũ và chí hải rồi à? Mục lương dò hỏi. Nguyệt Thấm Lan thanh thúy đáp. Bắt là bắt được rồi, thế nhưng còn kèm theo 10.000 dân chúng thành tương lai may mắn còn sống sót. Mục lương nhướng mày. Thành tương lai chỉ còn lại 10.000 người thôi sao? Nguyệt Thấm Lan giải thích. Vâng, thật ra phần lớn đã bỏ đi trước khi hư quỷ công thành rồi, bọn họ đến căn cứ trung chuyển và vương quốc huyền vũ của chúng ta. Ra là vậy. Mục lương chậm rãi gật đầu. Hắn suy tư trong chốc lát rồi nói. Cứ đến đây đi, sau đó an bài tại thôn trấn còn ít người, để bọn họ tự lực cánh sinh. Nguyệt Thấm Lan chớp mắt nói tùm ừ, ta cũng có dự định như vậy cho nên đã thay ngươi đồng ý rồi mục lương cười một tiếng vương tay bắn tráng nguyệt thấm lan buồn cười nói vương quốc huyền vũ này không phải là của một mình ta ngươi có thể làm quyết định những chuyện này không cần ta phải đồng ý ánh mắt của nguyệt thấm lan lấp lóe nói ngươi là quốc vương đương nhiên là ta phải nói với ngươi biết một tiếng Ừm, nói một tiếng cũng được mục lương nói không chút để ý hắn dặn dò khi nào người của thành tương lai đến thì mang phong vũ và chí hải đến gặp ta về phần thuộc hạ của bọn hắn thì trước tiên cứ quản lý tập trung nếu phát hiện người cùng hung cực ác thì trục lấy ra khỏi vương quốc huyền vũ mục tiêu chính của mục lương là chí hải và phong vũ bọn hắn là người đề xuất việc thí nghiệm linh khí cơ thể người tốt nguyệt thấm lan gật đầu đồng ý khi nào thì bọn họ trở về mục lương thuận miệng hỏi nguyệt thấm lan lắc đầu nói không có nhanh như vậy đâu còn phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa đại lục cũ vẫn còn rất nhiều hư quỷ cầm vũ đi thành tương lai chỉ là tiện đường sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì còn phải chấp hành nhiệm vụ thanh lý hư quỷ hai nhiệm vụ này không xung đột nhau khi nào trên phi thuyền vận chuyển dùng hết đạn pháo thì chính là lúc bọn họ quay trở về địa điểm xuất phát việc này không gấp mục lương bình thản nói chờ khi nào chí hải và phong vũ tới vương quốc huyền vũ bọn họ sẽ vùi đầu vào việc nghiên cứu y học bổ khuyết một bộ phận chỗ trống cho y học của vương quốc huyền vũ nhờ vào đó tạo phúc cho dân chúng bằng không lấy hành vi của hai người là sẽ bị vương quốc huyền vũ xếp vào sổ đen buổi tối ngươi còn muốn làm chuyện gì sao nguyệt thấm di chớp mắt hỏi một lương nghiêm mặt đáp từng ta cần sửa sang lại bước đi chế tạo linh khí phát sóng còn phải vẽ ra các ma pháp trận dùng đến tuy linh khí phát sóng rất khó chế tạo nhưng chỉ cần tách ra thành từng phần nhỏ rồi nhờ lam khê hỗ trợ giải quyết bộ phận đơn giản cái nào khó thì giao cho mục lương như vậy hiệu suất sản xuất hàng loạt sẽ cao hơn rất nhiều nguyệt thấm di lực bất tòng tâm nói cái này thì ta không giúp được gì rồi ta cũng không hiểu đáy mắt của nguyệt thấm lan hiện lên ý cười mục lương nhìn hai gương mặt giống nhau như đút trước mắt mình buồn cười nói ta làm là tốt rồi các ngươi đi nghỉ ngơi. Nguyệt Thấm Di đứng lên nói. Ta đi xem phim truyền hình, dạo gần đây vẫn chưa có thời gian xem tập phim mới do tuyết cơ đạo diễn đâu. Ngươi tiếp tục làm việc đi, có gì thì kêu ta. Nguyệt Thấm Lan đứng lên rời đi thư phòng cùng với chị gái. Sau khi hai chị em rời đi, một lương vương tay kéo một trang giấy trắng, cầm bút lên bắt đầu vẽ các bước chế tạo linh khí phát sóng. Loạt soạt, loạt soạt. Đầu bút cấp tốc xẹt qua mặt giấy, Lưu lại từng đường nét đồng đều, Mục Lương vẽ rất nhanh, mỗi nét đều rất trôi chảy. Hắn không chỉ vẽ mà còn dùng lưu ly chế tạo ra mô hình, dùng tơ nhện thôi diễn các loại, mạch lộ, làm cho việc chế tạo linh khí càng trực quan hơn. Chờ Mục Lương vẽ xong phần chế tạo thì lại tiếp tục vẽ ma pháp trận ở trên da thú. Trang giấy thông thường đã không cách nào chịu tải nhiều ma pháp trận như vậy, phải dùng da ma thú cao cấp mới được, chỉ cần không phải cố ý tổn hại thì có thể bảo tồn rất lâu. Ma pháp trận được dùng trong linh khí phát sóng rất phức tạp, ma pháp trận có lớn có bé và cấp độ khác biệt lồng vào nhau mới cho ra hiệu quả đặc biệt. Khi vẽ những ma pháp trận này cần phải cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ, đây là chuyện rất hao tâm tốn sức, không phải là bởi vì vẽ ma pháp trận ở trên da thú là có thể tùy ý sàng bậy, giả sử hàng mẫu vẽ không đúng, vậy làm thế nào đưa cho những người khác sản xuất hàng loạt. Khi Mục Lương làm xong những công việc trên tay thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Thời gian trôi qua nhanh thật. Mục lương duỗi người, đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt. Cọt kẹt. Mục lương rửa mặt đơn giản rồi ra khỏi thư phòng, đi tới cung điện chính sảnh. Ở phòng bếp, An Kỳ đang vo gạo linh mễ, chuẩn bị nấu bữa sáng hôm nay. Trong khoảng thời gian này cô bé đã theo các tiểu hầu gái còn lại học hỏi được rất nhiều thứ, hiện tại có thể làm chút bữa sáng đơn giản, trong đó bao gồm nấu cháo. Nhưng thiếu nữ cũng chỉ biết nấu cháo, nấu cơm hoặc rau trộn vẫn chưa thể nấu nướng những món ăn phức tạp. Ào ào. An Kỳ đổ một ít nước vào trong nồi rồi đặt trên bếp nấu. Trong lúc chờ cháo sôi thì thiếu nữ chuyển sang rửa rau, cắt thành đoạn để sang một bên. Khi Mục Lương đi tới phòng bếp thì thấy cô bé đang đứng trước bồn nước rửa rau. Anh liếc nhìn nồi trên bếp, khóe mắt không nhịn được giật một cái, An Kỳ lại muốn xuống bếp. An Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, sau khi thấy Mục Lương thì hai mắt lập tức sáng ngời, ngọt ngào hô. Chào buổi sáng, Mục Lương ca ca. Chào buổi sáng. Mục Lương gật đầu một cái, đi tới trước hai bước, hỏi: "Ngày hôm nay chỉ có một mình ngươi chuẩn bị bữa sáng à?" "Đúng nha, hôm nay đến lượt ta." An Kỳ mềm mại lên tiếng. Mục Lương nghe vậy hít sâu một hơi, hỏi: "Vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì?" An Kỳ thanh thúy đáp: "Nấu cháo thịt nạc nha, chị tiểu mật không cho ta làm bữa sáng quá phức tạp." ánh mắt của một lương lấp lóe trong lòng không khỏi khen ngợi tiểu mật anh ngẫm nghĩ ôn hòa lên tiếng bữa sáng để ta làm an kỳ lắc đầu không chịu nói a à, vậy không được đâu một lương ca ca là bệ hạ những chuyện như thế này để ta làm là tốt rồi ngốc chẳng phải trước đó ta cũng thường xuyên xuống bếp sao một lương vươn tay xoa đầu thiếu nữ khuôn mặt của an kỳ ửng đỏ nhỏ giọng nói nhưng bây giờ không giống nhau làm thế nào không giống nhau? Mục lương buồn cười liếc nhìn thiếu nữ. An kỳ nghiêm mặt đáp. Trước kia ta không biết nấu bữa sáng nên mới phải để mục lương ca ca nhọc lòng, nhưng bây giờ ta đã học xong, đương nhiên không cần bệ hạ làm cái này rồi. Mục lương bật cười một tiếng, bình thản nói. Nhưng hôm nay ta muốn ăn món khác, mà món này ngươi vẫn chưa biết làm. Ồ ồ, vậy được rồi. An kỳ biểu môi nhường chỗ mục lương anh âm thầm thở vào một hơi tại sao mình mới ở trong phòng làm việc ba ngày mà an kỳ đã tiếp quản việc nấu ăn một ngày ba bữa rồi anh thật sự không muốn ăn thực phẩm bóng đêm an kỳ nghiêng đầu tò mò hỏi bệ hạ muốn làm bữa sáng gì thế mục lương quay đầu hỏi bánh kết mặn muốn ăn không ăn đôi mắt đẹp của an kỳ lập tức sáng ngời chờ đấy khóe môi của mục lương cong lên bắt đầu chuẩn bị tài liệu chế tác bánh kết mặn. Sau khi chuẩn bị tài liệu xong xuôi, anh lại lấy ra chảo dẹt đặt ở bệ bếp khác. An Kỳ tập trung nhìn chăm chú, còn lấy ra quyển sổ nhỏ để ghi chép lại. Trải qua sự giáo dục của nhóm tiểu hầu gái, ngoại trừ những ký tự đặc biệt thì thiếu nữ đã viết được những văn tự thường dùng. Tiểu mật và những người khác đâu rồi? Mục lương ôn hòa hỏi một câu. Chị tiểu mật và mọi người đang huấn luyện nha. An Kỳ ngây thơ nói: "Chính bởi vì những hầu gái còn lại phải huấn luyện cho nên việc nấu bữa sáng mới đến phiên nàng chuẩn bị." Mục Lương suy nghĩ một chút, hôm nay thật là thời gian tập huấn của hầu gái chiến đấu, phải đến buổi chiều mới có thể kết thúc, Ôn Hòa hỏi: "Ừm, dạo gần đây ngươi có siêng năng huấn luyện không?" "Có nha, buổi chiều nào ta cũng dành thời gian để luyện tập, chẳng mấy chốc là có thể đột phá rồi." An Kỳ nghiêm mặt đáp: Hiện tại cô bé đã có thực lực cấp 2 cao cấp, qua một đoạn thời gian nữa là có thể đột phá tới cấp 2 đỉnh phong. Rất tốt. Mục lương hài lòng gật đầu. An kỳ cuốn tay áo lên, đứng bên cạnh làm trợ thủ, hai người bận rộn nửa giờ thì trong cung điện mới lần lượt xuất hiện những người khác. a à, ngày hôm nay mục lương lại xuống bếp. Nguyệt Phi Nhan đứng ở cửa phòng bếp, đôi mắt màu đỏ sáng ngời. Mục lương cầm sạn xúc phần vỏ bánh ra khỏi chảo, nói ta làm bánh kết mặn nếu không thích ăn thì còn có cháo thịt nạc ăn chứ ta muốn ăn hai cái nguyệt phi nhan vội vàng nói ta cũng muốn ăn cho ta ba cái ngải lị na cũng chen vào phòng bếp được mục lương cười một tiếng nguyệt thấm lan đi tới dựa vào cửa phòng bếp nói ta muốn hai cái cho nhiều sốt cà chua được mục lương múc một muỗng bột lỏng đổ lên trên chảo dẹp tiếp tục làm vỏ bánh mới anh cho trứng ốc la thịt chiên rau xanh cà chua cắt hạt lựu lên trên vỏ bánh lại rưới thêm chút nước sốt rồi cuộn lại đưa cho Nguyệt Thấm Lan a à, không công bằng ta tới trước mà Nguyệt Phi Nhan biểu môi Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói kính hiếu người lớn tuổi được rồi ai bảo mẹ lớn tuổi hơn ta chứ Nguyệt Phi Nhan lại biểu môi lẩm bẩm Nguyệt Thấm Lan hiếp mắt lại hỏi với giọng điệu bất thiện. Ngươi ngứa đòn phải không? Ta sai rồi. Nguyệt Phi Nhan phản xạ có điều kiện nhanh chóng ôm đầu, trục cổ lùi lại hai bước. Chưa gì mà đã sợ hãi thế kia rồi, yên tâm, sáng sớm ta không có tâm trạng đánh ngươi. Khóe môi của Nguyệt Thấm Lan cong lên. Lêu lêu lêu. Nguyệt Phi Nhan le lưỡi một cái, lắc mình vào phòng bếp, canh giữ ở bên cạnh một lương, chờ phần bánh kết mặn tiếp theo. Thơm quá. Giọng nói lười biến vang lên, Hồ Tiên và Nguyệt Thấm Di men theo mùi vị đi tới bên ngoài phòng bếp. Bữa sáng hôm nay ăn bánh kết mặn. Mục Lương ôn hòa nói. Nguyệt Thấm Di liếc nhìn bánh kết mặn trong tay em gái, Thanh Thúy nói. Cho ta một cái đi, giống như Thấm Lan là được. Ta cũng thế. Hồ Tiên lắc lư đuôi Hồ Ly. Ừm. Mục Lương lên tiếng. Trong mắt của Nguyệt Thấm Lan hiện ra ý cười, nói. Phi Nhan à, nhớ kính hiếu người lớn. Nguyệt Phi Nhan phòng má, buồn bực nói. Biết rồi. Mục Lương cảm thấy buồn cười, cuối cùng vẫn là đưa phần bánh kết tiếp theo cho cô gái tóc đỏ, sau đó mới đưa chỗ còn lại cho mấy người ngải lị na và Nguyệt Thấm Di. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã hỏi. Mục Lương, hôm nay ngươi có kế hoạch gì không? Ta dự định sắp xếp việc sản xuất hàng loạt linh khí phát sóng trực tiếp. Mục Lương ôn hòa đáp, dặn dò. Ngươi dùng bữa xong thì bảo Lam Khê tới tìm ta. Việc sản xuất hàng loạt linh khí phát sóng trực tiếp cần có sự hỗ trợ của Lam Khê. Nhờ có sự giúp đỡ của Mục Lương, trình độ lý giải về ma pháp trận không gian của Lam Khê đã được nâng lên một tầm cao mới, hoàn toàn có thể trợ giúp hắn. Cô đã học xong ma pháp trận không gian cấp 7 trở xuống, dạo gần đây đang nghiên cứu ma pháp trận cấp 8, điều này cần thời gian dài hơn. May mắn là có Mục Lương hỗ trợ phân giải ma pháp trận thành từng phần nhỏ. Điều này trợ giúp cô học tập dễ dàng hơn rất nhiều. Vâng. Ngải Lị Na đáp ứng. Mễ Nặc vừa trở về từ hậu hoa viên, thấy Mục Lương đang làm bánh kết mặn, vội vã rửa tay hỗ trợ. Mục Lương, ta tới giúp ngươi. Sau khi rời giường cô đã đi đến hậu hoa viên thu thập nước mắt thiên sứ mới ngưng tụ hôm nay. Chuyện này vốn dĩ là do nhóm tiểu hầu gái phụ trách, nhưng hôm nay các cô ấy phải tập huấn cả ngày, vì vậy cô gái tai thỏ đi giúp đỡ mục lương không có từ chối cô gái tai thỏ hưởng thụ thú vui xuống bếp anh không có lý do từ chối mễ nặc vẫn luôn thích xuống bếp nghiên cứu các loại mỹ thực sau lại bị đội nhạc hội họa ca hát làm lão sư và nhiều việc khác nên không có nhiều thời gian từ khi cô gái tai thỏ bắt đầu đến trường học dạy ca hát thì nhiệm vụ nấu nướng một ngày ba bữa đều giao cho các tiểu hầu gái ngao ô nguyệt phi nhan cắn bánh kép lộ ra gương mặt thỏa mãn sau khi bữa sáng kết thúc mọi người lại bắt đầu lưu bù công việc của mình. Cung điện, khu vực trung ương, trong thư phòng. Mục Lương ngồi trên Long Ỷ, nhìn về phía Nguyệt Thấm Lan đồng dạng ngồi xuống, hỏi: mấy vị quốc vương kia đã đi chưa? Bọn hắn đều rời đi vào ngày hôm trước. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã nói: Ừm. Mục Lương hơi cau mày, nếu như mấy vị quốc vương kia đi muộn hai ngày là anh có thể nói với bọn hắn chuyện hội nghị thánh địa rồi. Nguyệt Thấm Lan ưu nhã hỏi quý tộc và phú thương tham gia hội đấu giá vẫn còn rất nhiều người chưa đi ngươi muốn gặp bọn hắn không mục lương bình tĩnh nói không cần bọn hắn sẽ không tham gia hội nghị thánh địa vâng nguyệt thấm lan nhấc mắt lên nhìn đống văn kiện trên mặt bàn hỏi những văn kiện này ngươi đã xem xong chưa mục lương gõ nhẹ lên mấy phần văn kiện đặt bên cạnh trầm giọng nói từng phương án trong đây không được lấy về viết lại Nguyệt Thấm Lan cầm lấy lật hai trang, là bản quy hoạch đường đi các tòa vệ thành, còn có bản kế hoạch xây dựng ngoại thành. Vâng. Cô gật đầu đáp. Cộc cộc cộc. Cửa thư phòng bị gõ vang. Bệ hạ, Lam Khê tới. Ngải Lị Na ló đầu vào nói. Vào đi. Mục Lương nhàn nhạt đáp. Cọc kẹt. Ngải Lị Na mở rộng cửa phòng để Lam Khê đi vào trong, sau đó đóng cửa phòng lại rồi rời đi. Lam Khê hành lễ với Mục Lương, tò mò hỏi. Bệ hạ tìm ta có chuyện gì không? Mục Lương lấy ra một chồng gia thú rồi đưa tới trước, nói. Những ma pháp trận này ngươi xem một chút coi có thể phục khắc lại được hay không? Đôi mắt đẹp của Lam Khê sáng lên, vội vã cầm lấy gia thú nhìn kỹ. Nguyệt Thấm Lan ngây người một hồi rồi rời đi cùng với văn kiện Mục Lương phê duyệt qua, nàng muốn đến vệ thành một chuyến. Lam Khê an tĩnh nhìn từng tấm gia thú, Ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng, ma pháp trận trong tay đều là đồ mới, trước đây nàng chưa từng tiếp xúc qua, có thể học được sao? Mục Lương lên tiếng hỏi. Lam Khê ngước mắt lên, nghiêm túc nói: cho ta mấy ngày, ta sẽ học xong toàn bộ. Được, ta cho ngươi thời gian ba ngày để học thuộc những ma pháp trận này, có gì không hiểu thì có thể tới hỏi ta. Mục Lương trầm giọng nói: vâng, ta lập tức đến học bên dưới cỏ bồ đề. Lam Khê vội vàng gật đầu. Có cỏ bồ đề hỗ trợ, tốc độ học tập ma pháp trận của nàng sẽ tăng lên rất nhiều. Ừm, đi đi. Mục Lương hơi gật đầu. Vâng. Lam Khê gật đầu một cái, cầm gia thú định rời đi. Mục Lương chợt lên tiếng hỏi. Chờ đã, người của Hiệp hội Ma Pháp Sư đến đây tìm ngươi, ngươi biết chuyện này không? A, à, chuyện này xảy ra khi nào thế? Lam Khê ngạc nhiên quay đầu lại, đôi mắt trợn to mấy ngày hôm trước mục lương bình tĩnh trả lời lam khê khẩn trương hỏi bệ hạ không nói cho bọn hắn biết là ta đang ở chỗ này chứ không có mục lương bình tĩnh đáp phù lam khê thở vào nhẹ nhõm một hơi nhỏ giọng lẩm bẩm thật may quá không biết là tốt rồi mục lương nhíu mày hỏi thế nào ngươi không muốn trở về à Lam Khê vội vàng lắc đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Không muốn, ta thích nơi đây, bây giờ ta đã là người của Bệ Hạ rồi, không muốn gặp lại người của Hiệp hội Ma pháp sư." "Người của ta?" Đôi mắt đen nhánh của Mục Lương chớp chớp. Lam Khê nhấn mạnh từng chữ. "Đúng vậy, chính Bệ Hạ bảo ta ở lại, cho nên đương nhiên ta là người của ngươi." "Ừm, ngươi là người của ta." Khóe miệng của Mục Lương co giật trong lòng hiểu rõ đối phương không có ý gì khác nhưng không hiểu sao anh vẫn cứ cảm thấy quái quái lam khê không khỏi dò hỏi bệ hạ bọn hắn không có đề cập đến chuyện xây phân hội hiệp hội ma pháp sư tại đây chứ có nói tới nhưng đã bị ta từ chối rồi mục lương nhàn nhạt trả lời phù vậy là tốt rồi lam khê thở ra một hơi lại hỏi bọn hắn vẫn còn ở chủ thành sao mục lương ôn hòa nói Kim hội trưởng đã rời đi, chỉ còn có hai vị phó hội trưởng ở lại, ngươi muốn gặp bọn hắn à? Không muốn. Lam Khe nghe thế lập tức lắc đầu ngoài ngoại, từ chối không chút do dự. Mục Lương cười một tiếng, nhìn ra được cô ấy thật sự không muốn gặp đám người của Hiệp hội Ma Pháp Sư. Được rồi, ngươi đi làm việc đi. Anh hơi nâng cầm lên. Vâng. Lam Khe nhuễn miệng cười, cẩn thận ôm chồng gia thú bước ra thư phòng. Mục lương ngây người trong thư phòng một hồi rồi đứng dậy rời đi cung điện, anh muốn đến xưởng chế tạo linh khí một chuyến. Sau khi đến nơi, anh gọi tới hai gã linh khí sư trung cấp, giao việc chế tác bộ kiện đơn giản của linh khí phát sóng cho bọn hắn, còn các bộ phận phức tạp sẽ do hắn đích thân phụ trách. Các linh khí sư cao cấp tại Vương quốc Huyền Vũ đều có chuyện quan trọng đê phải làm, không ai có dư thừa thời gian làm việc khác, vì vậy Mục Lương chỉ có thể tự lực cánh sinh. Sau khi rời đi xưởng chế tạo linh khí, hắn bay về phía linh điền trên không trung bên ngoài chủ thành để kiểm tra tình huống sinh trưởng của đôi cánh thiên sứ bên trong linh điền các nhân viên đang thu thập nước mắt thiên sứ khi thấy một lương đến thì vội vã dừng tay lại và cung kính hành lễ bệ hạ vạn an các nhân viên cúi đầu hô ừm đi làm việc đi một lương nhàn nhạt gật đầu rồi cất bước đi về trước đó kiểm tra từng cây đôi cánh thiên sứ không có phát hiện sâu bệnh tình huống sinh trưởng rất khả quan tuy là vẫn không thể so bị được với đôi cánh thiên sứ ở trên khu vực trung ương, nhưng đã có thể thu được nước mắt thiên sứ. Dạo gần đây không có bón phân à. Mục lương nhìn về phía người quản lý linh điền. Bùn đất xung quanh đôi cánh thiên sứ có chút ướt ác, nhưng lại không có vết tích của phân tro. Người quản lý giải thích. Hồi bệ hạ, chúng ta chuẩn bị sẽ bón phân vào chiều nay. Mục lương nhắc nhở. Nếu đã bón phân thì không cần gấp gáp tưới nước, hai ngày nữa hãy làm. Vâng, ta nhớ kỹ rồi. Nhân viên cung kính gật đầu. Mục lương dặn dò. Từng, trừ việc này ra thì các ngươi còn phải xới đất, làm cỏ, kiểm tra sâu bệnh và các loại tình huống khác định kỳ, những thứ này ngươi đều biết rồi chứ. Nhân viên nói với giọng điệu nghiêm túc. Vâng, những thứ này đều được viết bên trong chế độ chăm sóc. Từng, tiếp tục công việc của ngươi đi, không cần theo ta. Mục lương chắp tay sau lưng nói. Vâng, bệ hạ có việc gì thì cứ gọi ta. Nhân viên cung kính hành lễ, xoay người đi chuẩn bị phân cho muốn dùng vào chiều nay. Mục lương dạo một vòng quanh khu vực gieo trồng đôi cánh thiên sứ trong linh điền, sau đó thi triển lĩnh vực sinh mệnh để gia tăng tốc độ sinh trưởng của đôi cánh thiên sứ. Đến tối thì anh trở lại cung điện. Cơm tối do tiểu mật chuẩn bị, các tiểu hầu gái đã kết thúc buổi tập huấn lúc chiều tối. Ở phòng bếp, tiểu mật nhỏ giọng hỏi an kỳ bữa sáng là ngươi nấu sao bệ hạ chuẩn bị nha ta chỉ phụ trách nấu cháo thôi an kỳ đỏ mặt đáp nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha